Và trước khi mà chúng ta đến với chủ đề chính của chúng ta đã định hướng nghề quản trị marketing cho Gen Z, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần cơ bản trước, đó là business logo là gì. Để các bạn nãy giờ giới thiệu chuyên gia business logo mà không biết business logo là gì, đến từ đâu, nguồn gốc xuất xứ như thế nào, thì đầu tiên thì Phượng sẽ giới thiệu một chút sơ lược về business logo. Vậy thì business logo là gì? Business logo là viết tắt của Business Growth System logo, là một mô hình quản trị cũng như là tạo lực đẩy, thúc đẩy kiến tạo doanh nghiệp khi mà phát triển, đặc biệt là dành cho doanh nghiệp SME. Ở đây các bạn biết SME nghĩa là gì không ạ? Bạn đã biết SME, dành cho doanh nghiệp SME. Các bạn biết không? Biết ra tay nhỉ? Ở trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái phần quà, và các bạn hãy làm sao để buổi sáng chúng ta năng nổ hơn, các bạn hãy giơ tay thoải mái, không có đúng và sai. Đối với business logo không có đúng và sai, chúng ta sẽ trả lời đơn giản thôi. SME là gì, bạn đã biết không ạ? Chưa có hả? SME là small and medium enterprise, có nghĩa là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là có thể là những doanh nghiệp đang manh nha khởi nghiệp cũng được luôn. Nhân đây hỏi các bạn luôn, ở đây chúng ta là sinh viên năm nhất, mặc dù năm nhất năm ba, nhưng mà chúng ta ở đây có bạn nào đã đang ấp ủ hoặc là manh nha rằng là mình sẽ khởi nghiệp đâu, mình giơ tay lên. Mình sẽ khởi nghiệp một cái gì đó, một công ty, tập đoàn trong tương lai về marketing gì không? Không à, hay là sợ thầy cô biết mà không biết giơ tay vậy? Mình manh nha cũng được, hoặc là mình đang khởi nghiệp cũng được, mình tổ chức một cái nhóm thì đấy, mình đang xây dựng một ấp ủ cái gì đó là có chưa? Chưa luôn hả? Thấy giơ tay hai chụp hình thôi. Chắc là tương lai sẽ mở ra một cái doanh nghiệp chuyên về chụp hình photographer gì đó. Rồi, vậy thì bây giờ ha, mình Phượng sẽ giới thiệu một chút, đó là mô hình business logo này sẽ là tổng hòa của tất cả mọi yếu tố của một cái doanh nghiệp. Khi mà chúng ta mới bắt đầu hình thành một cái sự nghiệp kinh doanh của mình thì mình cần chuẩn bị những gì? Kể các bạn nghe một cái quá khứ rất là huy hoàng của Phượng khi mà Phượng khởi nghiệp, là cũng giống như không biết là như thế nào, nhưng mà hồi nhỏ là máu chiến lắm, hồi mà còn sinh viên là rất là máu chiến, thì bắt đầu là khởi nghiệp. Và khi mà Phượng khởi nghiệp thì các bạn nghĩ rằng là khi mà mình có ý tưởng khởi nghiệp, việc đầu tiên mình làm là gì? Biết không? Làm gì? Nói to thì các bạn cứ trả lời thoải mái, mình đặt tay lên trả lời luôn. Dạ, như chị là trước tiên là phải có vốn. À, vốn đúng rồi, đầu tiên là nghĩ đến tiền. Sau tiền là gì? Là tình. Tiền và tình đi kèm với nhau. Tình là sao? Phải tình yêu đâu, mà là mình rủ những đứa nào mà thân thích với mình, nó chơi chung với mình, nó cùng sở thích với mình khởi nghiệp, đúng không? Nó có niềm mà, nói chung là chơi chung là được. Thế là cuối cùng là gì? Một bạn chuyên về marketing, rủ đứa kế tiếp là marketing, chơi thân với nhau, thấy nó hợp tính, mình nói gì nó cũng đồng ý, nên thành ra mình rủ nó khởi nghiệp. Và đó là hai yếu tố mà Phượng cũng đã khởi nghiệp giống như vậy, đó là tiền và tình. Nhưng mà sau khi tiền tình xong một thời gian khoảng đâu 2 tháng sau thì tiền nát tình tan, đời tàn luôn. Là bởi vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì chúng ta không có một cái nền tảng về xây dựng một doanh nghiệp thực thụ nó như thế nào. Chính vì vậy nên chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng có tiền và có tình là được, và chúng ta xông ra ngoài tiền. Và mô hình business logo sẽ giúp chúng ta định hướng lại. Và mô hình này được hội đồng chuyên gia business logo là những người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cũng như là đào tạo cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó họ cũng là người tự mình đang xây dựng và đang vận hành một cái doanh nghiệp riêng của mình. Và những hội đồng chuyên gia này là đến từ rất nhiều các quốc gia khác nhau như là Hoa Kỳ, Singapore, Canada và Việt Nam, tụ hội lại xây dựng ra cũng như là phối hợp lại để kết nối ra một cái mô hình mà nó sẽ tổng hòa được tất cả những cái vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải chính yếu nhất để tạo ra một cái nền tảng vững chắc. Đó. Và trong tương lai mô hình business global sẽ phát triển mạnh hơn đến tất cả các mọi miền, mọi quốc gia. Khi mà với cái mô hình nhượng quyền, business logo sẽ làm sao để với một cái sứ mệnh, đó là giúp cho lãnh đạo của doanh nghiệp phát triển hơn, xây dựng một cộng đồng những người doanh nghiệp Việt Nam phát triển thịnh vượng hơn. Nghe cái này hơi lớn này, nhưng mà từ từ mình bắt đầu mình manh nha làm mình. Sau hôm nay có thể các bạn sẽ manh nha khởi nghiệp cũng nên. Đây này, để chúng ta có thể gia nhập một cái cộng đồng mà có 1.000 tỷ, nghe nó hơi lớn à, nhưng mà thì chúng ta phải bước qua một cái doanh nghiệp đó là 100 đến 500 tỷ trước. Hay chính xác hơn, để bước qua 100 đến 500 tỷ thì chúng ta phải có đầu tiên là 1 tỷ trước đi. Khi chúng ta khởi nghiệp nha, 1 tỷ 1 năm trước đã. Thì làm sao để có những điều này?
thì chúng ta sẽ cần phải có sự phối hợp của một cái người trợ thủ đắc lực, và trợ thủ chính là business global, để tổng hòa những cái vấn đề mà hồi nãy mình nói đấy. Nó không chỉ là tiền và tình, mà lúc này đây nó sẽ có thêm 6 key components là 6 yếu tố then chốt, và 8 key solutions là 8 yếu tố giải pháp chính yếu. Và 8 cái này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một doanh nghiệp tốt nhất ha. Và trong đó có sales và marketing chính là một phần của trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua các yếu tố này như sau. Phượng sẽ tổng hòa sơ bộ các bạn nha. Đầu tiên đó là vision. Vision là gì các bạn? Là tầm nhìn, đúng rồi. Thì khi mà chúng ta khởi nghiệp, quay trở lại câu chuyện mà mối tình tan nát khởi nghiệp của mình, thì khi mà Phượng khởi nghiệp thì chỉ đơn thuần là đầu tiên muốn làm giàu các bạn. Nghĩ là gọi là gì nhỉ, phi thương là bất phú, nên là khởi nghiệp là muốn làm giàu trước, nên thành ra đơn thuần là đổ nhau tình tiền đổ nhau thôi. Và vì vậy nên khi gặp biến cố xảy ra, hồi xưa là mình rất là đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, và chia sẻ với nhau những cái gì mà gọi là thần túy nhất, là tao mà có lời tao chia đôi cho mày, chuyện nhỏ. Nhưng sau một thời gian không biết gì, cái con quỷ tham sân si ở đâu nó sinh ra, chứ hồi xưa là mình cũng đỡ lắm, thì bắt đầu là mình thấy mình làm nhiều hơn mình khác. Từ từ các bạn sẽ trải nghiệm, nếu các bạn thấy, hoặc là mình hoạt động nhóm cũng thế, đúng không? Trước giờ trường mình cũng sẽ hoạt động nhóm, làm nhóm trưởng, nghe rất là oai, nhưng mình làm thấy mồ luôn, mình thấy cái hàng kế bên mình không thấy nó làm, bắt đầu tham sân si lên, cái con quỷ trong người chúng ta nổi lên. Và vision chính là cái mà sẽ giúp cho chúng ta giữ được định hướng ngay từ ban đầu, lúc đầu làm gì, và sau đó khi mà gặp những biến cố, khi mà trục trặc tình cảm, trục trặc mọi thứ, thì nó sẽ là cái giúp cho chúng ta duy trì đến cái đích cuối cùng của mình, thì là vision. Hồi nãy khi mà Phụng đi thang máy, không biết các bạn ở đây đi thang máy các bạn có thấy cái gì không ạ? Các bạn thường xuyên đi thang máy buổi chiều các bạn thấy gì không? Khi mà Phụng mới đi thang máy ngày hôm nay là lần đầu tiên đi lên, thì Phụng thấy một cái rất là ấn tượng của chùa chúng ta, đó là bảng tầm nhìn. Các bạn thấy không? Bảng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý của chùa luôn. Và biết các bạn đi thường xuyên, các bạn có học thuộc cái đó không? Đó là một điều mà Phụng cảm thấy rất là tự hào về chùa chúng ta, bởi vì chùa chúng ta đã ứng dụng cái bảng vision này. Vậy thì không có làm một doanh nghiệp khi mà chúng ta xây dựng, chúng ta lại không có một cái bảng tầm nhìn cho nó hoàn chỉnh. Và tiếp theo, sau khi có tầm nhìn rồi, chúng ta phải có một cái structure là cấu trúc một doanh nghiệp. Nghe thì hơi to ha, nhưng mà đơn thuần thôi, ví dụ có hai đứa ngồi với nhau để xây dựng một cái gì đó, ý tưởng gì đó kinh doanh, thì đơn giản phải có một đứa làm sếp và một đứa làm dưới. Nếu mà hai đứa ngang nhau, chuyện gì xảy ra các bạn? Cãi nhau liền, không ai chịu ai liền, đúng không? Ngay cả nhóm chúng ta bình thường hoạt động nhóm cũng vậy thôi, tại sao lại bầu nhóm trưởng là như vậy? Để khi hai đứa cãi nhau, hoặc là ba bốn đứa cãi nhau, thằng nhóm trưởng sẽ là người quyết định, đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải có một cái cấu trúc rõ ràng cho một doanh nghiệp. Tiếp theo đó là dashboard. Dashboard là gì các bạn? Các bạn đã nghe dashboard rồi chưa ạ? Chưa. Ấy, khi chúng ta ốm đau bệnh tật thì chúng ta đi đâu? Đi tìm bác sĩ. Và bác sĩ khi mà mới vào tìm bác sĩ hỏi bị đau cái gì, xong mình nói em bị đau răng, xong bác sĩ có đi chữa răng ngay được tức không? Hào, bác sĩ phải làm gì ạ? Đúng rồi, phải đi kiểm tra. Kiểm tra xem nó đúng là đau răng, nó còn nhiều nguyên nhân, có phải là đau răng hay không, hay là hồi tối đi chơi người yêu rồi ăn chống cái gì rồi nó như thế nào. Đó thì người ta phải tìm hiểu rất là kỹ. Vậy thì dashboard chính là nó giống như một cái phần mà chúng ta sẽ khám sức khỏe cho bản thân chúng ta, khám sức khỏe tổng quát cho cơ thể chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta đang bị những cái gì, đau ở đâu và chỗ đúng cái đấy. Vậy thì dashboard trong doanh nghiệp cũng như tương tự, khi mà mỗi một cái doanh nghiệp, khi các bạn mới bắt đầu khởi nghiệp cũng vậy ha, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra xem tình trạng nó như thế nào, tránh cái tình hình là chúng ta cảm tính, chúng ta nghĩ rằng bị như vậy nhưng thực ra nó không phải bị như vậy, thì đó là cái chỉ số sức khỏe mà rất nhiều doanh nghiệp không có. Ở đây chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta có anh em họ hàng thì chúng ta thực đang khởi nghiệp hay là đang kinh doanh, chúng ta cũng tư vấn nhé, về tư vấn có sức khỏe doanh nghiệp chưa. Rồi tiếp theo, sau tất cả chúng ta làm tầm nhìn, chúng ta làm chỉ số sức khỏe, chúng ta làm cấu trúc rất là nhiều thứ mà mình đã làm, nhưng mà chúng ta không đi đến cái đích cuối cùng, đó là hành động, thì có chuyện gì xảy ra không? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ nằm mơ thôi. Vậy nên trong cái mô hình business global này thì chúng ta sẽ có cái phần action, và trong action này sẽ có sales và marketing, là cái cách để làm sao chúng ta tăng doanh thu này, và làm sao để chúng ta có thể có một cái kế hoạch hành động, phân chia công việc của người này người kia rõ ràng, tránh trường hợp chồng chéo lên nhau.
Rồi, và đây nói đến chuyện trồng chéo thì phải nói đến cái phần process là quy trình. Quy trình có nghĩa là để chúng ta làm việc với nhau rõ ràng. Mặc dù có hai người cũng vậy, lúc mới yêu thì em sao cũng được, anh không làm được, em làm. Nhưng mà đến lúc làm một thời gian chịu không nổi, bực quá, chia tay. Vậy nên quy trình chính là cái để chúng ta chia, phân chia công việc, làm sao cho rõ ràng. À, đơn thuần trong một nhóm chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có quy trình. À, cái việc này làm xong đưa cho ai, đưa xong người này thì đưa cho người nào, để làm sao cho chúng ta có bộ phận trách nhiệm của chung. Thì đó là quy trình trong một công ty, nó cũng tương tự. Và cuối cùng, people là con người. Con người là yếu tố cốt lõi nhất. Hồi nãy quay trở lại câu chuyện là gì, chúng ta thấy có tiền, ví dụ mình có 100 triệu, cái rổ lớn này khởi nghiệp hỏi nó nhiều tiền, ta có 50 ngàn, thôi đi chỗ khác chơi kiếm nước khác, chúng ta có nhiều 50 triệu, ừ tạm được, tao sẽ là giám đốc, tao là chủ tịch, mày là phó chủ tịch, ok, vậy là thành lập doanh nghiệp. Nhưng bây giờ cái câu chuyện con người nó sẽ cao cấp hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ phải nhìn nhận là điểm mạnh của nhau là gì để đóng góp vào trong tổ chức. Ví dụ ở đây trong khoa chúng ta đang là marketing, thì dường như cái thằng bạn của mình cũng gọi marketing, mình cũng gọi marketing, đứa nào cũng gọi marketing. Thành lập doanh nghiệp xong ai cũng đi marketing, vậy ai sẽ là người quản lý nhân sự, ai là người tính toán về tiền trả lương cho nhân viên, ai là cái người sẽ điều phối doanh nghiệp hay đi kết nối này kia, đúng không nào? Vậy thì mỗi người phải có một cái điểm mạnh của cái riêng trong cái doanh nghiệp của mình thì lúc đấy nó mới phát triển lên được, chứ không phải là cứ cùng khoa là chơi với nhau là nhiều khi thằng nào cũng mạnh có một hướng thôi, còn những hướng còn lại để cho ai, các bạn hình dung không? Vậy thì yếu tố con người cũng chính là những yếu tố quan trọng nhất, gọi là người phù hợp nha, con người phù hợp để làm sao kết nối trong cái tổ chức đấy, các bạn hình dung không ạ? Rồi, đây là 8 cái giải pháp tương ứng với 6 cái yếu tố hồi nãy của các doanh nghiệp. Nói chung tổng thể lại khi chúng ta khởi nghiệp hay là chúng ta đã xây dựng một doanh nghiệp từ năm 1900 đã lâu đến bây giờ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ có 6 cái yếu tố then chốt nó làm ảnh hưởng nhiều nhất đến doanh nghiệp chúng ta có thành hay bại hay không. Vì vậy nên 8 cái giải pháp này cũng sẽ là cái giải pháp cho 6 yếu tố hồi nãy mình đã trình bày cho các bạn nha. Và kết quả đạt được là gì? Đối với các bạn thì khi mà các bạn tìm hiểu cái mô hình business global này nha, có vẻ nó hơi sớm, nhưng Phượng nghĩ là nếu như các bạn đang là sinh viên năm nhất ở đây, các bạn rất là thông minh. Hồi xưa năm 4 Phượng mới ra làm nó hơi trễ, và các bạn năm nhất bạn đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu mình những cái suy nghĩ là nền tảng này rồi, thì các bạn sẽ có một cái hệ thống quản trị và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản và hiệu quả. Có nghĩa là mình đúng ngay từ đầu thì khi mình đi mình sẽ đỡ tốn tiền nhiều hơn, tốn rất nhiều tiền, các bạn sinh viên mà mấy chục triệu thôi là đã là quá nhiều rồi, mà tốn thôi bất ngã một lần bố mẹ nói thấy chưa ta đã nói rồi mà, cái câu này quen không ấy, nên là chúng ta đừng để cho những người khác nói thấy chưa ta đã nói rồi mà. Để vậy thì chúng ta sẽ có ngay từ đầu chúng ta sẽ có một cái hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản nhất, sau đó thì chúng ta cũng sẽ nâng cao được cái năng lực lãnh đạo của chúng ta lên. Và một điều quan trọng nếu mà Phượng chưa ghi vào đây đó là cái mối quan hệ của chúng ta, mối quan hệ rất là quan trọng. Giống như là trường của chúng ta, khi mà trường chúng ta kết nối các doanh nghiệp, đây là cái cơ hội để các bạn sẽ va chạm thực tế nhất doanh nghiệp họ đang vận hành như thế nào, nó có đúng với cái lý thuyết mà thầy cô đang dạy ngày trưa chiều hay không, và từ đó chúng ta có niềm tin tự hào hơn à, để chúng ta làm đúng hơn. Thì đây chính là những cái kết quả mà chúng ta đạt được khi chúng ta ứng dụng mô hình mà bài bản đầy đủ nhất, hay gọi là mô hình business global hay kiến tạo được tăng trưởng. Và để chi tiết hơn ấy, thì sắp tới business global cũng sẽ kết nối với trường để tổ chức một cái chương trình, đó là 1.000 thanh niên khởi nghiệp theo mô hình business global. Thì trong cái buổi này chúng ta sẽ được hiểu chi tiết hơn ha, các bạn sẽ được kết nối và giao lưu trực tiếp với những anh chị là chuyên gia, là doanh nhân ở ngoài kia, để chúng ta đặt những câu hỏi quan trọng hơn, sâu sát hơn. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại về với cái chủ đề chính của chúng ta là một mảng marketing trong cái mô hình này, để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn ha. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta có làm hay là chúng ta có khởi nghiệp hay là không, hay là chúng ta làm trong doanh nghiệp, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là nó rất là ứng dụng, rất là tốt cho các bạn trong tương lai ha. Và bây giờ thì phần trình bày của Phượng cũng ngắn thôi, đến đây là hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của chúng ta, đó là về định hướng nghề quản trị marketing cho Gen Z của các bạn. Thì các bạn hãy dành một tràng pháo tay lớn để chào đón cô Min Dương chúng ta nhé. Thì quay về cái topic của chúng ta ngày hôm nay, đúng là ban đầu á, cái tên của cái topic này là lối đi nào cho tôi trong thế giới marketing rộng lớn, nghe hấp dẫn ha. Nhưng mà vì chuyên ngành của chúng ta là quản trị marketing cho nên là chị điều chỉnh nó để nó liên quan đến cái khoa của chúng ta,
Nên đôi khi các bạn nghe quản trị marketing nghe nó hơi nghiêm trọng quá, nhưng thật ra đây là một cái topic để định hướng nghề vậy thôi. Ai cũng thấy là nghe marketing nó rất là rộng. Có người hỏi là ủa con làm marketing là con đi phát đem cạc hả, hay là con làm marketing là con đi dán biển quảng cáo hả, thì nó có phải hay không? Thì hầu như chúng ta không trả lời được câu hỏi đó, đúng không? Mình học marketing nghe nó sang ơi là sang, tự nhiên nó đi dán biển quảng cáo là sao đó. Thì cái buổi hôm nay, cái topic này nó sẽ lý giải cho các bạn biết là khi mà buổi sau người ta hỏi vậy mình trả lời như thế nào. Rồi à, xin phép được giới thiệu bản thân một xíu để cho các bạn biết là ủa lý do tại sao tôi phải ngồi nghe cái chị này hay là cái cô này nói chuyện ngày hôm nay. Thì chị là My Dương ha, chị định hướng mình, định vị mình là marketer, trainer and writer, tức là người làm marketing, người đi đào tạo và là một người viết. Chị đã tốt nghiệp thạc sĩ về marketing and innovation ở Đại học Cách Phóc Cari miền Bắc của nước Ý, và tính đến nay thì có khoảng 10 năm kinh nghiệm làm quản lý marketing trong ngành bảo hiểm tài chính ngân hàng. Và hiện đang là giảng viên của tổ chức giáo dục BMG hoặc là Em Academy. Thì cái này các bạn khi mà về sau các bạn tìm hiểu về những cái khóa học chuyên mà để làm nghề á, thì các bạn sẽ biết đến hai cái thương hiệu này khá là nổi tiếng và uy tín ở thị trường Việt Nam. Rồi cũng là chuyên gia của BJ Global theo cái mô hình mà hồi nãy chị Phượng vừa mới giới thiệu. Trên thị trường bây giờ rất nhiều người tự xưng mình là chuyên gia, cho đến khi mà chị thấy may mắn là có một cái mô hình nào đó để mình trở thành chuyên gia của mô hình đó, có thể đo lường được chứ không phải là một chuyên gia tự xưng. Nên chị mới dán ghi cái chữ chuyên gia vào trong profile, và chị cũng sáng lập một cái business nhỏ xíu để phát triển cái nhánh nghề viết và nghề giảng dạy của chị. Thì cái này hy vọng là trong tương lai nó lớn hơn thì các bạn sẽ biết ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nói với nhau cái điều gì đầu tiên, là nó sẽ tập trung vào cái thế giới marketing nó lớn như vậy thì tôi phải biết nó gồm những cái gì thì tôi mới biết là tôi nên đi đâu về đâu, đúng không? Rồi mình có một số thông tin về cái thế giới này rồi thì mình sẽ biết là bản thân mình có những cái đặc điểm tính cách gì và mình thích cái gì, mình sẽ đi đến cái đó. Rồi thì tập trung hai cái đó thôi ha. Thì trong suốt quá trình tương tác với nhau á, chúng ta sẽ có cái phần là các bạn có thể hỏi chị trả lời, nếu câu hỏi đó hay cũng được quà. Còn nếu như mà chị hỏi các bạn trả lời, bạn trả lời tốt bạn cũng được quà ha. Rồi ở gần cuối nó có một cái phần giống như là exercise mini game warm up với nhau vậy đó, thì cũng mong các bạn tương tác nhiệt tình, cũng có quạt. Ok, thoải mái tương tác ha. Các bạn nhìn đây, thì ở đây là nó 4 mẫu quảng cáo, đúng không? À 3, xin lỗi, nguyên cái này là của Clear, cái này là Pepsi với lại Coca, còn cái này là Pepsi. Thì các bạn nhìn đây, các bạn thích cái mẫu nào nhất? Thoải mái hơn, quan điểm cá nhân thôi. Như chị thì nói luôn là chị thích cái này nhất, còn các bạn thích cái nào nhất? Nhanh nào? Thời gian đâu có nhiều, mấy phần câu hỏi mình tương tác lên ha. Đây rồi thôi bạn đi. À em thích cái mẫu áo tròi này đúng không? Lý do tại sao em thích nó? Rồi đúng rồi. Thì cái ý tưởng của cái mẫu này á là anh Pepsi ảnh chào thiệt anh Coca Cola trước, tức là ngày Halloween á. Halloween sắp tới nè, ảnh mới hóa trang thành Coca-Cola. Thì thường mình hóa trang thành ai là cái nhân vật đó rất là đáng sợ, đúng không? Thì cái anh ảnh cũng không vừa, ảnh mới lấy y như vậy luôn. Em nhìn cái hình nè, thì ảnh nói là everyone wants to be a hero, tức là cái thằng Pepsi này nè phải muốn làm hero, nó muốn làm anh hùng, nó muốn làm một nhân vật xuất chúng, nên nó mới choài áo Coca-Cola vô, chứ bỏ áo là thì cũng tào lao chết, hiểu không? Đó thì đó là một cái mẫu quảng cáo cà phê và nó rất là ấn tượng và rất là dễ thương. Rồi có ai thích mẫu nào khác nữa không? Những ánh mắt vô định không ai nhìn thẳng vào chị hết, em nói xong đi xếp hàng để lấy đúng được cái tên. Dạ đúng rồi, rất nhiều tặng bạn bè nữa nè, tự nhiên
Còn những bạn không giơ tay thì các bạn nghĩ là ai ai làm, ai là tác giả của những cái này? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi nào. Em thoải mái lên, mạnh dạn lên. Em nghĩ là ai? Đâu có đúng sai, có sợ đâu, chị đâu có cho điểm em đâu, sợ. À, trong công ty quảng cáo đúng không? Có ai đồng ý với bạn nhỏ này không? À, em thân hai đứa một cái bên là hướng thì ba bốn. Dạ. Vậy là tính ra là đều. Ủa còn mấy người kia là ai làm? Mấy người mà không có ý kiến là ai làm? Dạ, không ai suy nghĩ. Thì nghĩ là có câu trả lời rồi nhưng mà mọi người sợ sai đúng không? Em không chắc nghĩ là ai làm? Chưa biết đâu. Ok. Vậy thì để em biết. Đó là những cái người làm trong công ty quảng cáo là ủa vậy những người làm công ty quảng cáo có liên quan marketing không? Thì hồi nãy á các bạn có thấy là chị có nói cái này nè, thế giới marketing nó có agency side và client side. Vậy cái side side này là cái gì? Side này là cái phía cái giống như là hai bên chuyên tuyến á các bạn. Thì hồi nãy các bạn nói là marketer hay còn gọi là advertiser, tức là những cái người đã được xếp vào cái chiến tuyến của client side, là những cái người đó làm ở những cái nhãn hàng. Ví dụ như ở Coca-Cola thì họ là làm trong team marketing in-house của Coca-Cola. Chị sẽ có một số những cái từ tiếng Anh mà chị không thể dịch ra tiếng Việt hoặc là không nên dịch ra tiếng Việt, thì các bạn nghe các bạn sẽ thấy hơi lùng cục. In-house có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong nhà mình. In-house có nghĩa là trong nhà mình. Ví dụ như trường của chúng ta, trường kinh tế tài chính của chúng ta cũng có team marketing chứ, đúng không? Phòng 6T, truyền thông. À, đó là những cái anh chị chụp hình rồi truyền thông cho các bạn đây. Thì đó là những cái người làm marketing in-house của trường chúng ta. Hiểu không? Tức là họ thuộc trường mình. Hoặc là khi mà các bạn ra trường, các bạn lựa chọn theo cái client side thì các bạn sẽ làm marketing in-house của một cái công ty nào đó. Đó. Thì hiểu nôm na client side là những cái người chi tiền. Tôi là chủ cái thương hiệu đó, tôi làm cho chủ thương hiệu đó thì tôi có tiền để tôi chi ra. Chi cho ai? Tôi chi để tôi thuê mướn để thực hiện các cái chiến dịch quảng cáo. Thuê ai? Thuê những cái người làm agency. Thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh khác nhau này ha. Cái người này thì nhìn có vẻ là già dặn hơn, kiểu rất là chỉnh chu kiểu vậy. Còn những cái bạn này thì nhìn có vẻ là trẻ trung nhí nhố hơn. Thì cái khái niệm của agency side là ai? Là những cái công ty mà chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị quảng cáo, hoặc là những cái người mà trực tiếp làm ra những cái mẫu brand mà hồi nãy chị chiếu cho các bạn coi á. Các bạn thấy không? Những cái mẫu brand đó chính là những cái người làm trong agency quảng cáo này nè. Là thì một mình có thể gọi họ là agency, hoặc là gọi là bên cung cấp dịch vụ cũng được. Hầu như nói agency là được, ai cũng hiểu. Thế thì trước khi đi sâu hơn á, chúng ta sẽ nói cụ thể về từng cái side đúng không? Thì bây giờ mình đã có hai bên chiến tuyến rồi. Hai bên chiến tuyến là một bên là client và một bên là agency, một bên là bỏ tiền ra để thuê mướn những cái người làm và một bên là những người trực tiếp làm. Được chưa? Tới đây có ai thắc mắc gì không? Đó. Không thắc mắc gì thì nói kỹ hơn ha. Bây giờ mình sẽ đi kỹ vào cái client side. Thì trước khi đi vào client side á, các bạn ở đây sinh viên năm 3 đi. Tại vì năm nhất, năm 2 không biết là các bạn đã học chưa. Thì năm 3 các bạn đã học đến cái khái niệm marketing mix chưa? Dũng cảm lên nhìn thẳng vào mắt chị nè. Bạn kéo cái hình, nãy bạn đi nói rồi. Em học về marketing mix chưa? Hả? Năm mấy mới học? Không biết luôn, cô Quỳnh năm mấy mới học? Rồi, ông kia có ngồi năm 2 chưa? Hay là lên thẳng năm 3 luôn? À, năm nhất hả? Xin lỗi em. Vậy có ai năm 3 không? Cứu bạn. Nè, năm 2 học chưa? Cuối năm mới học mà. Đầu năm học rồi hả? Trời. Rồi, nhớ gì không? Nhớ gì đây không? Bốn này là bốn gì vậy? Cái tên bốn B đúng không? Khi nào dùng cái tên bốn B? Đúng rồi, thì đương nhiên là tiếp thị rồi, đang học marketing mà. Nhưng mà công ty về loại hình gì thì sẽ dùng marketing 4B.
7B. Khi nào 4B, khi nào 7B. Bạn áo đen đang buộc gạt hả? Bạn có biết khi nào 4B, khi nào 7B không? Thoải mái thôi. Khi nào 4B, khi nào 7B biết không? Kinh doanh về sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình là cái gì? Cầm nắm. Cầm nắm đúng. Ví dụ cái đứng. Ví dụ vậy. Còn 7B là khi mà các bạn kinh doanh sản phẩm vô hình hoặc là dịch vụ. Tại sao? Tại vì các bạn thấy á, ví dụ một chai nước ha, hay là một cây son. Các bạn nữ, các bạn nam ở đây chắc là đều đã từng mua son hết rồi. Nữ thì mua xài, nam thì mua tặng, đúng không? Thì các bạn hình dung là son dính mặt cái chữ B đầu tiên là product, là sản phẩm, là product ha. Thì product nó có những cái đặc điểm gì, nó giải quyết vấn đề gì của người dùng thì nó là product. Price, tức là cái giá của nó. Mình mua một cái sản phẩm thì nó có rất là nhiều phân khúc. Tại sao bạn lại chọn Maybelline, tại sao bạn lại chọn Pase, bạn nào có tiền hơn thì chọn cái thương hiệu cao cấp hơn. Đó là chính sách về giá, về định vị. Kênh phân phối. Ví dụ như ngày nay thì có thương mại điện tử, các bạn ngồi đó các bạn cũng mua hàng được. Còn nếu không thì các bạn đi siêu thị, các bạn cũng thấy Maybelline nó trưng bày rất là nhiều, thì các bạn cũng mua được trong cái kênh phân phối là kênh siêu thị của người ta. Promotion. Promotion này dịch ra là gì các bạn? Các bạn hiểu promotion ở đây là gì? Quảng bá. Còn em? Xúc tiến gì? Hả? Xúc tiến thì sao? Còn ai có ý kiến khác không em? Dạ, xúc tiến thương mại. À, xúc tiến thương mại. Ok, thì những cái chữ dịch đó là đúng ha. Đừng nói promotion và khuyến mãi là được. Khuyến mãi nó chỉ là một cái tactic nhỏ xíu của chiêu thị thôi. Promotion này các bạn có thể dịch từ xúc tiến thương mại hoặc là chiêu thị. Nó là một cái ngành rất là lớn và nó là một cái tư duy, chứ nó không phải là một cái tactic như là khuyến mãi giảm giá ha. Nên nhớ promotion trong 4B nó là chiêu thị. Vậy thì khi mà các bạn mua son, các bạn chỉ cần chừng đó yếu tố các bạn đã đưa ra được hành vi mua hàng của mình rồi. Còn khi mà các bạn mua một cái sản phẩm vô hình hoặc cái dịch vụ khác, ví dụ như các bạn đi spa đi, hoặc bạn đi tới nhà hàng ăn uống đi, thì chừng đó chưa đủ. Tại các bạn vô nhà hàng mà đồ đất của nó là đồ ăn, đúng không? Đồ ăn ngon, giá hợp lý, vị trí thuận lợi, đây có chương trình khuyến mãi cũng hay. Nhưng mà cái nước phục vụ nó lối quá, nó thay đổi quá. Bữa sau bạn có đi lại không? Thì bây giờ bắt đầu cái chữ B thứ năm nó xuất hiện. Xong gọi món một tiếng sau chạy ra gọi hỏi lại, chưa thấy bưng ra nè. Nó liên quan về process, về cái quy trình order hàng ở quán đó, nó cũng làm cho tác động một cái cảm giác, cái trải nghiệm của khách hàng khi mà đến nó ăn. Chữ B thứ mấy? Thứ sáu xuất hiện. Và cái không gian thì nó tù túng, nó chật chội, nó hôi hám, nó ồn ào. Là chữ B thứ bảy. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy, khi mà chúng ta mua hàng của một cái sản phẩm dịch vụ vô hình thì lúc này á, 4B nó không đủ nữa. 4B nó không đủ nữa. Thì 7B nó mới đóng góp vào cái trải nghiệm của bạn. Đúng không? Thì hôm nay không phải là cái bài về kiến thức marketing, cho nên chị chỉ đi qua như vậy để các bạn thấy là trong marketing nó có cái gì thôi. Thì nếu những bạn nào mà chưa học về lớp marketing quản trị á, thì bây giờ là cũng coi như là các bạn cũng biết qua là 4B 7B rồi, đúng không? Để khi là tí nữa mình đi tới cái phần sâu hơn á, thì các bạn sẽ không thấy là ủa thì product là cái gì, price là cái gì, place là cái gì ha. Thế thì khi mà các bạn làm marketing á, người làm marketing thường các bạn nghe thì các bạn sẽ hình dung như thế nào về một người làm marketing? Có ai nào chị biết được không? Khi mà nói về câu chuyện làm marketing là các bạn nghĩ là công việc đó nó như thế nào? Đưa ra một vài cụm từ đi. Nghiêm túc, căng thẳng, vui vẻ, năng động. Sáng tạo. Em nghĩ gì khi mà em đăng ký học khoa này?
tại sao bạn muốn tìm hiểu về nó, nó phải có một cái đặc điểm gì đó nên mới làm cho em tò mò muốn tìm hiểu chứ. Ok rồi, trong này thì nó cũng sẽ cho em biết là freelancer nó là cái gì và nó có những cái hướng nào của freelancer ha. Đâu sinh viên khoa marketing đâu rồi, tại sao các bạn lại học chuyên ngành này và các bạn cầm cự được đến năm 2023? Nó phải có một cái đặc điểm gì đó để cho các bạn tưởng tượng về tương lai của mình chứ, đúng không? Ví dụ như nhắc tới kế toán, người ta sẽ thấy là à, cái người đó phải tỉ mỉ để làm việc với con số. Còn bản thân các bạn phải có một cái hình dung gì về nó chứ hả? Có ai có hình dung gì không trời? Hả? Mắt thẩm mỹ tốt, sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt. Ai nữa? Không tưởng tượng gì hết. Nhưng mà liệu có phải những người làm marketing ở client side là sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt hay không? Thì tin thưa là không phải. Tại vì đó không phải là cái ưu tiên hàng đầu của người ta. Ưu tiên hàng đầu của người ta là những cái vấn đề thực tế hơn. Tại sao? Tại ví dụ như các bạn làm marketing trong công ty vận hàng không này, các bạn đâu phải có nhiệm vụ để làm cho marketing cái bao bì này cho tốt, cho đẹp đâu. Đương nhiên mắt thẩm mỹ tốt thì nó tốt, nó phục vụ cho nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhưng mà cái đầu tiên khi các doanh nghiệp tuyển bạn marketing in-house vào, người ta cần bạn có những cái tư duy rất rõ ràng liên quan về business luôn. Tức là à, tôi sẽ giao cho doanh số quý này của công ty là phải bán ra được 1.000 thùng vĩnh hảo. Thì lúc đó cái việc đẹp xấu không quá quan trọng nữa, nhưng các bạn phải biết là làm sao để phối hợp với sale để chạy được cái doanh số bán đó. Các bạn nằm im không, không làm gì trong quý 1 ấy, thì mấy bạn sale có chạy được doanh số bán 1.000 thùng không? Tức là marketing phải có cái sự tác động nào đó rất rõ ràng để cho những cái người làm sale mới bán được hàng này, mới tạo ra được thị phần. Thị phần là gì ở đây các bạn có biết không ạ? À? Dạ là em mới có học qua là thị phần là một phần thị trường của một cái doanh nghiệp nào đó. Ừ, được. Nhớ bài ha. Nhưng mà trong thực tế đó là sao? Trong thực tế đó là vậy nè các bạn. Thị trường, bất kỳ một cái thị trường nào đi nữa, nó cũng giống như một cái bánh pizza vậy đó. Nó chia năm xẻ bảy, nhiều khi tới mười mấy rồi. Thì làm sao để doanh nghiệp của mình nó chiếm được một phần trong cái thị trường đó, nó cho nhiều nhiều đi. Ví dụ công ty này là công ty của các bạn đi, ABC. Thì đây chính là thị phần của các bạn. Thị phần này có thể là 35%. Năm ngoái là, năm trước là 20%. Năm nay sếp đặt tài lực là lên 35%. Ví dụ vậy. Thì cái câu chuyện này các bạn nghĩ ai giải quyết? Không phải là tổng giám đốc đâu, không phải là sếp sale không đâu, mà sẽ phối hợp với người làm marketing, sếp của marketing. Và có doanh số, có thị phần rồi á, thì sức mạnh thương hiệu cũng là một phần trong đó. Tại sao các bạn ra đường các bạn chọn cái chai nước uống Vĩnh Hảo này mà không phải là một cái thương hiệu ABC nào đó các bạn không biết? Thì đó cũng là một cái nhiệm vụ lớn mà người làm marketing phải giải quyết. Cho nên các bạn sẽ thấy là nãy giờ những cái key responsibility, tức là những cái nhiệm vụ chính của người làm marketing in-house ở client side nha. Bây giờ chúng ta vẫn đang đi trong cái phần client side. Thì không phải là đẹp xấu, không phải là sáng tạo, không phải là làm ra những cái TVC vào nữa. Mà các bạn phải kiếm tiền, kiếm tiền ra cho công ty, giải quyết những cái vấn đề về sức mạnh thương hiệu, về phối hợp với sale để ra doanh số và có doanh thu, và sau đó mới có tiền để đi outsource lại, thuê agency để làm việc cho mình ra những màu quảng cáo sáng tạo. Thì đó là những cái phương thức để các bạn đạt được những cái này, chứ không phải là nhiệm vụ chính của các bạn ha. Hình dung nha. Thì trong quá trình mà chị trao đổi, các bạn cứ thấy khó hiểu gì các bạn cứ giơ tay hỏi. Như vậy á, thì trong client side in-house team á, thì thường là một người sẽ làm nhiều việc. Tại sao lại nói một người làm nhiều việc? Tại vì tí nữa tới cái phần agency side các bạn sẽ thấy nó rất là rõ, là một người chỉ làm đúng một việc chuyên môn của mình thôi. Còn client side, ví dụ như là nhiều khi ví dụ các bạn làm trong một cái công ty vừa và nhỏ SME giống như hồi nãy chị Phượng có nói, thì không phải người ta có chừng này team
để mà mỗi người phụ trách riêng, đúng không? Ví dụ các bạn vô một công ty nhỏ thôi, mới một cái thương hiệu nào đó có thể là chúng ta không biết đến, thì các bạn phải làm rất nhiều thứ trong này. Ví dụ như các bạn vừa làm brand cho nó, các bạn vừa chạy event các sự kiện của nó, và nhiều khi là đưa những cái thông tin nó lên digital luôn. Thì như vậy là một bạn công ba bốn việc, chứ không phải là chuyện này người tuyển như chuyện này người bạn đâu, không có. Rồi các bạn nhiều khi các bạn PR communication là một bạn phải làm chung luôn đó. Thì như vậy ở agency, ở client side thì một người sẽ làm nhiều việc. Và đây là cái gì các bạn, khi mà chiếm cái này các bạn có thấy quen không hay là vô cùng xa lạ? Phải thấy quen với những cái từ này không? Phải thấy quen không? Đây là những cái functional, tức là những cái chức năng của phòng marketing in-house. Tại vì một người làm marketing không thể nào làm hết mọi thứ được, đúng không? Bắt đầu có bạn á, thì có chuyên môn về chạy event. Các bạn có kinh nghiệm chạy event, các bạn thích chạy event. Có bạn thì bây giờ các bạn thấy e-commerce là gì ta? Ngày nào cũng mua hàng đi e-commerce đó, thương mại điện tử, Tiki, Lazada, Shopee. Thì có những bạn có thế mạnh về cái này. Ví dụ bên công ty các bạn bán sản phẩm hữu hình, bán nước suối đi, bán son môi đi, thì e-commerce là xu thế. Thì như vậy là có phải là hai cái người này nè, thường là phải là hai người khác nhau, bởi vì họ sở hữu những cái đặc tính khác nhau và làm những cái nhiệm vụ khác nhau. Nên đây gọi là những cái functional, những cái chức năng của team marketing. Và không phải công ty nào cũng cần hết chừng này chức năng, đúng không các bạn? Chị ví dụ ha, ví dụ như background của chị là trong công ty bảo hiểm nhân thọ và tài chính ngân hàng. Như vậy các bạn nghĩ là nó có cần quay marketing và e-commerce không, hay là có cần app không, kiểu vậy? Hoặc là khi mà các bạn bán sản phẩm hữu hình là son môi đi, thì nhiều khi các bạn cũng cần public relation nhiều, các bạn cũng không cần app luôn, các bạn cũng chẳng cần event luôn. Cho nên cái việc là không phải là chúng ta khi mà ra trường chúng ta thấy là ủa, nhớ hồi xưa có học một xác sự là functional rồi, nói chừng này function mà sao chạy vô công ty thấy có ba bốn mong, thì nó có thể họ tích hợp một người làm nhiều việc. Và cái thứ hai là nó tùy cái ngành hàng, cái industry, đúng không? Ví dụ như nước uống là một ngành hàng, son môi là một ngành hàng, ngân hàng là một ngành hàng, đó là những cái industry mà sau này các bạn khi mà các bạn đi làm marketing một thời gian, các bạn sẽ ở trong một cái ngành hàng. Đôi khi nó sẽ cũng là một cái sự giới hạn của các bạn. Ví dụ như các chúng ta sẽ thấy là hồi nãy là chúng ta đang nói là sản phẩm hữu hình và sản phẩm vô hình, thì chắc chắn là nó sẽ có sở hữu những cái đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Thì cái nhiều khi cái người làm marketing lâu năm của cái ngành hàng hữu hình đó, người ta không thể làm tốt của sản phẩm vô hình hay dịch vụ được, và ngược lại. Cho nên đôi khi đó cũng là một cái hướng để chúng ta xác định. Ví dụ có những bạn thấy là làm ngành hàng tiêu dùng nhanh, bột giặt rồi sữa tắm này nọ là ngành hàng tiêu dùng nhanh, các bạn thấy là ồ, nó hay hơn, nó nhiều cái thứ mà dạng như nó sôi động hơn, nó nhiều hoạt động liên tục, thì đó cũng là một cái hướng để các bạn lựa chọn. Hoặc là với cái ngành hàng dịch vụ tài chính ngân hàng á, thì đâu đó nó sẽ không có sôi động bằng, thực tế là nó không có sôi động bằng, nhưng mà nó có những cái gọi là tiềm năng phát triển của ngành. Hoặc là cái sau này các bạn sẽ còn rất nhiều khái niệm nữa là cái con người của mình nó có phù hợp không. Tại ví dụ như những ngành hàng tiêu dùng nhanh nghe là phải nhanh đã nè, thì đôi khi các bạn không nhanh, các bạn trầm hơn, các bạn chậm và từ tốn hơn, thì mình cứ cố gắng ăn xô mình chạy ngành hàng tiêu dùng nhanh thì như mình không phù hợp, hoặc là ở trong đó rồi các bạn sẽ cảm thấy vô cùng stress. Thì tới đoạn mà chọn industry nó cũng là một trong những cái trải nghiệm các bạn phải tốn nhiều thời gian để các bạn cân nhắc, các bạn lựa chọn. Chứ không phải là thấy ô bạn bè mình làm ở Berlin hết, bạn bè mình làm ở Unilever hết, mình chắc là cũng phải làm để không, nó còn nhiều ngành hàng khác trên đời nữa để làm marketing. Các bạn có bao giờ nghe đến cái industry hay là cái ngành hàng không? Có, đúng không? Thì mỗi ngành hàng nó cũng có những cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như có những cái ngành hàng mà người ta kinh doanh bán sỉ thôi, B2B thôi, ngành hàng
điện nè, ngành hàng thiết bị giặt ủi hay là thiết bị nha khoa hay là thiết bị y tế, người ta đâu bán lẻ đâu, mình đâu bao giờ mua những cái nó một phẩm nó đâu kiếm. Thì như vậy là nó cũng có marketing nhưng mà nó marketing là B2B, thì đó cũng là một cái nhánh thì các bạn phải tìm tòi nghiên cứu. Còn hầu hết chúng ta đang biết là marketing bán lẻ thôi, nhưng mà chạy ra mua chai nước thì đó là bán lẻ thôi ha. Rồi thế thì đây là cái structure, tức là cái cấu trúc của team marketing khi mà chúng ta đi vào trong một cái team marketing in house thì nó có những cái vị trí gì, nó có những cái nấc thang nghề nghiệp nào. Cái này là một trong những cái structure của team marketing thôi các bạn ha, chứ nó không phải là tất cả các công ty đều như vậy hết. Như chị nói hồi nãy là nó tùy ngành hàng này, nó tùy cái quy mô của doanh nghiệp, tùy cái nhu cầu thực tế của thị trường lúc đó nữa. Nhiều khi bây giờ, hồi trước giờ đâu có ai có team e-commerce, marketing e-commerce đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái xu thế nó phát triển thì bắt buộc những cái thằng mà bán sản phẩm hữu hình nó phải có e-commerce thì nó mới đáp ứng được cái thị trường được đó. Thì cái này chỉ là một cái sơ đồ cơ bản để các bạn thấy là trong thực tế nó có cái gì. Ví dụ như CMO, nghĩa là Chief Marketing Officer, là người đứng đầu, thì những cái anh chị này thường người ta cũng phải có trên 15 năm, 20 năm kinh nghiệm. Và thường khi mà có chữ C như vậy, gọi là C level á, thì là cái quy mô công ty là phải hàng tập đoàn. Chứ ví dụ như một cái công ty mà nhỏ SME, thường người ta cũng không có C level. Người ta tới trưởng phòng marketing hoặc là giám đốc marketing là hết tốt rồi. Tại vì cái quy mô nó không có nhu cầu bự đến như vậy để mà phải có một cái C level ha. Rồi tới đây gọi là D level, tức là hàng director. Thì thường nó có những cái nhánh chính như thế này. Nó nhánh là nhánh brand. Brand tức là về thương hiệu đó. Cái bên khoa mình cũng có cái quản trị thương hiệu cái gì đó, đúng không? Rồi còn là communication, là truyền thông. Và cái nhánh bây giờ rất là nở rộ, nhưng mà nãy cô Quỳnh mới giới thiệu là năm sau là sẽ tách thành một khoa riêng, thì là digital, là truyền thông kỹ thuật số. Đó, thì thường nó là ba nhánh lớn như thế này. Thì bên dưới brand á, nó sẽ có về media, tức là về media dịch ra tiếng Việt là gì ta? Truyền thông luôn đúng không? Truyền thông nó giống như còn nhưng mà ra hai thằng hoàn toàn khác nhau. Tí nữa các bạn đi tới phần agency side các bạn sẽ thấy nó là hai mảng hoàn toàn riêng biệt. Rồi retail này giống trade marketing, tức là tiếp thị tại điểm bán. Ví dụ như các bạn khi mà các bạn đi mua hàng ở siêu thị á, có nhiều khi mẹ các bạn nói là mua cho mẹ gói cờ no, các bạn ta tay chạy ra nhưng không biết hôm đó xui sao tên kệ siêu thị nó không có còn gói cờ no nào hết. Các bạn nghĩ qua cái bên thì có mang đi bao bì được cũng đẹp nhìn cũng uy tín, xong rồi đang có rộng sân mua quá lớn mặt quá nhỏ, các bạn có mua không? Chứ đâu phải nào chạy về nói giờ không có cờ no, không mua cờ no nên thôi hôm nay nhà mình khỏi ăn một đêm một bữa, đúng không? Thì đó chính là cái nhiệm vụ của những cái bạn làm retail marketing, là trade marketing, tức là tiếp thị tại điểm bán. Thì người ta có một cái câu như thế này nè, những cái người làm brand marketing á là chiến thắng trong tâm trí người tiêu dùng, tức là người ta sẽ làm mọi cách để các bạn nhớ đến cái thương hiệu của người ta, đúng chưa? Tại ví dụ như tại sao một đêm mà các bạn nhớ tới cờ no, nước tương là nước tương chiên xu, đó là cuộc chiến trong tâm trí người tiêu dùng là những cái người làm brand họ phải làm. Nhưng cái người làm trade marketing á, retail marketing này mới là người chiến thắng tại điểm bán. Tại những năm kia ảnh làm hay quá trời luôn, ảnh làm truyền thông mấy bốn cái chữ B, các bạn nhớ không? Bốn cái chữ B là gì, các bạn làm nhắc lại được cho chị không? Kênh phân phối hả? Rồi cái cuối cùng là gì? Như vậy á, thì sau khi mà có sản phẩm tốt rồi, có giá cũng ok rồi, à không, giá thì chưa biết hả? Rồi mình, cái bạn làm brand á, nó là một phần của thằng này. Bạn làm rất là tốt công việc của bạn rồi, bạn buôn tiền, bạn chạy media, bạn quảng cáo trên TV, trên ngoài đường, ở đâu thấy hết. Nhưng mà xong sau đó tới điểm bán không thấy. Khách hàng chạy ra kiếm.
kiếm, sau khi mà nghe quảng cáo hay quá chạy ra kiếm không thấy thì người ta đâu có chờ mình đúng không, người ta đâu có chờ mình, thì chứng tỏ là cái nhiệm vụ của cái anh này cực kỳ quan trọng luôn. Anh sẽ làm cái nhiệm vụ là chiến thắng tại điểm bán. Các bạn sẽ đi ra siêu thị, các bạn sẽ thấy rõ bức tranh nó nhất. Tại sao những cái thằng mà như bột giặt nè, nước xả vải nè, dầu gội kem đánh răng này nọ, nó làm ra những cái gói combo rất là hay. Rồi nó cố gắng có những cái kệ vừa tầm mắt của người dùng, đúng không? Tại vì mọi thứ làm rất là hay nhưng mà để tốt trời xanh các bạn lý bạn đâu có nhìn. Hoặc là quá chính thấp, hoặc là quá cũ, hoặc không ai chăm sóc hết, nhìn bụi vẫn dơ dãi, các bạn cũng đâu muốn thò tay mua. Tại sao lại có những cái kệ nhỏ nhỏ ở ngay chỗ quầy tính tiền trong siêu thị? Đó cũng là cuộc chiến rất là khốc liệt giữa những cái bạn làm trade marketing của các nhãn hàng với nhau để giành được vị trí tốt nhất. Ví dụ như khi mà các bạn mua, nhiều khi các bạn đi mua, các bạn đâu mua xương gum hay là kẹo ngậm nào đâu, mà tự nhiên tới đó tính tiền cái ồ thấy tiện tay móc, hoặc sô-cô-la tiện tay móc. Thì tại sao những cái bạn, những cái thương hiệu đó, những cái sản phẩm đó, nó lại tiện tay như vậy các bạn? Đâu phải gì tự nhiên đâu, nó ai cho công chứ không ai gì đâu. Thì đó là cạnh tranh khốc liệt của các cái bạn làm trade marketing này. Rồi, sơ sơ là bạn nào tí mình tới phần digital nó sẽ có rất là nhiều. Nên tất cả là một slide. Đây là lộ trình tăng tiến cơ bản trong các doanh nghiệp trung bình lớn trở lên. Còn bây giờ có nhiều khi các bạn đi làm có 2 năm, có một cái report nói về tình hình thực tế của Gen Z bây giờ là các bạn luôn kỳ vọng đi làm 2 năm là lên sếp cũng được, vô team có máy móc là làm marketing manager vậy không? Cho nên cái title, tức là cái chức danh đó, nhiều khi nó không quan trọng đâu các bạn. Bây giờ các bạn bị FOMO rất là nhiều đúng không? Các bạn biết từ FOMO, Fear of Missing Out, tức là cảm thấy mình luôn bị số đông bỏ lại phía sau. Đứa thì mặc đồ sang chảnh đẹp quá, đi du lịch chỗ này chỗ kia đẹp quá, đứa thì thành công quá, mới đi làm như mình, nhiều khi mới đi làm ra năm tư cái marketing manager rồi, đứa marketing director rồi. Thay hồ nó không quan trọng các bạn. Đương nhiên vẫn có những bạn rất giỏi, chị không phủ nhận, nhưng con số đó cực kỳ ít. Và hãy tin tưởng là chúng ta không phải lúc nào cũng cạnh tranh với một cái số thiểu số như vậy. Cho nên mình cần phải công bằng với bản thân mình. Đây là điều mà chị cảm thấy rất là quan trọng. Và quan trọng là mỗi người có một cái time zone riêng. Time zone là sao? Có những cái người mà ví dụ như 25 tuổi là đã lập gia đình, lấy chồng sinh con rồi. Nhưng mà cùng thời điểm 25 tuổi như các bạn đang đi du học, master, học cao học, rồi học lên, thì có nghĩa là không có một cái công thức chung hay là một cái định nghĩa thành công chung hay là một cái độ tuổi chung cho tất cả mọi người, đúng không? Cho nên các bạn đừng có cảm thấy mình thua kém hay mình bất tài hơn so với người khác. Đây là cái thông điệp chị muốn nói về cái phần này. Cho nên là khi mà càng đi làm lâu năm, chị sẽ càng thấy là nhiều doanh nghiệp cái title nó bị lạm phát, nó bị rẻ luôn ở cái phần title. Nên có nhiều bạn đi ra trường mới có 2-3 năm cái cập nhật profile rồi các kiểu, là marketing manager lên marketing director, founder rồi các kiểu, nói chung kiểu nào cũng thôi. Nhưng mà nó có phản ánh đúng hay không? Ví dụ như lúc đó nếu như đúng á, các bạn đang làm ở trong, ví dụ các bạn đi làm 2-3 năm khá lắm thì các bạn sẽ lên được 2-3 năm thì có thể là các bạn làm brand, các bạn sẽ lên được brand manager. Rồi các bạn thì vẫn đang làm supervisor, tức là giám sát, hoặc là các bạn đã là team leader, thì cái title nó phải đi kèm với cái quy mô công ty và cái scope of work. Scope of work là gì các bạn nào biết không? Scope of work là gì ta? Này các bạn có dịch được không? Khối lượng công việc. Có nhiều người manager nhưng mà làm hết từ đầu đến cuối tại công ty đâu có ai đâu. Nhưng mà vẫn có những bạn thì các bạn làm supervisor, team leader thôi, nhưng mà bên dưới các bạn đã có rất là nhiều team member 3-4 người để các bạn lead team rồi. Cho nên là chúng ta hãy biết cái lộ trình thăng tiến chung của ngành. Để chi? Đầu tiên là chúng ta nhìn được là cái vị trí của mình nè, cái
cái công việc mà mình đang xác định cái hướng đi này nó có cái cơ hội phát triển đến mức nào. Có những cái công việc nó chỉ dừng lại ở cái level đó thôi và tập trung làm chuyên môn thôi, nhưng mà vẫn có những công việc các bạn sẽ vừa làm chuyên môn 50% vừa quản lý team, thì các bạn sẽ thấy là à, cái lộ trình như vậy đó thì nó khá là phù hợp với mình. Mình vừa thích làm chuyên môn mà mình vừa muốn làm quản lý team. Nhưng vẫn có những cái người là họ, tôi chỉ thích làm công việc chuyên môn hơn. Ví dụ như tôi quay dựng video, tôi thích làm quay dựng video mà tôi không muốn làm cái gì khác nữa. Thì các bạn cũng sẽ biết là cái lộ trình thăng tiến hay là cái đòi hỏi nghề nghiệp của cái công việc các bạn đang nhắm đến đó, nó như thế nào. Ví dụ bạn là một người rất là tham vọng, các bạn muốn nắm hết được làm marketing và bạn muốn trở thành head of marketing, thì các bạn phải biết là mình cần tốn bao nhiêu năm, đúng không? Nhưng có những bạn khác là không, tôi thích làm design thôi, là tôi chỉ tập trung làm tốt cái phần của mình thôi. Thì các bạn sẽ biết là nó nằm ở đâu trong cái lộ trình thăng tiến. Thì các bạn sẽ thấy là thường nha, những năm đầu ra trường, chị cho là các bạn ra trường hoặc là các bạn năm cuối thì các bạn mới bắt đầu vào thị trường việc làm đi. Còn mấy cái kia thì các bạn làm thêm hoặc bớt gì đó. Thì bây giờ có cái chương trình management trainee của các tập đoàn nó khá là nhiều. Chắc các bạn ở đây thì sinh viên trường đại học chắc là các bạn đều biết. Các cái tập đoàn nó sẽ về, nó giống như là nó ngày hội việc làm vậy đó. Nó sẽ giới thiệu cái chương trình management trainee. Vẫn có những bạn sinh viên rất là giỏi, năm 3 là thi thố rồi các kiểu thì được nhập vào. Thì các bạn sẽ được rotate, tức là luân chuyển trong tập đoàn các bộ phận, đúng không? Ví dụ các bạn có chuyên ngành marketing, xong các bạn vô marketing trước, xong các bạn được làm một năm thì vẫn vượt qua được những cái vòng xét tuyển của người ta, xong các bạn được giữ lại, các bạn được rotate qua phòng tài chính, bạn được rotate qua phòng HR, vân vân. Thì nếu như mình là những cái cá nhân xuất sắc, đầy đủ những cái tố chất, thì các bạn nên tham gia những cái chương trình management ở đây này. Nó cũng là một con đường thăng tiến rất là nhanh, thuận lợi hơn những cái công việc khác nếu như đủ khả năng. Còn đủ không sao, tại lấy số ít lắm, mỗi cái chương trình nó thi cả mấy ngàn người, không có lấy có bao nhiêu đứa, cho nên không lọt vô cũng chỉ buồn ha. Đó chỉ là những cái trải nghiệm thôi. Còn lại bình thường ha, hầu hết số đông chúng ta là marketing intern, marketing executive, tức là các bạn cơ duyên sau đó các bạn được giới thiệu vào đi làm thực tập sinh trong một số công ty hay tập đoàn, xong sau đó từ từ các bạn được trở thành nhân viên chính thức, rồi các bạn lên dần. Còn đây là cái team digital, tại vì bây giờ nó là một cái xu hướng rồi, nó rất là nở rộ và rất là mạnh, cho nên chỉ tách ra làm một slide riêng để cho các bạn có cơ hội nhìn nó. Giờ hỏi ai cũng làm digital hết, nhưng mà thật ra có phải không? Nhưng ví dụ các bạn chỉ ngồi viết content trên các trang social thôi, thì đó có phải là làm digital marketing không? Nó chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi. Digital marketing là một cái ngành học rất là lớn và không ai giỏi giang để mà làm được hết digital hết. Nó được chia rất là sâu sắc luôn các bạn. Chia sâu sắc là sao? Nó chia rất là chuyên môn luôn. Ai làm cái gì là gần như là nó fit trong đó. Đương nhiên là các bạn cũng sẽ có cơ hội học hỏi ra nhiều, nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn phải lựa một cái gọi là cái core, cái thế mạnh chủ lực của mình. Ví dụ em thích viết, như hồi nãy bạn có nói là em thấy là nhiều bạn làm marketing là có cơ hội làm freelancer nhiều, ví dụ vậy, thì thường nó sẽ tập trung ở một số nhánh này, thường nó nằm ở digital nhiều. Ví dụ các bạn có thế mạnh về viết, các bạn hiểu câu chuyện về viết marketing, các bạn có thể làm cái nhánh content. Các bạn quản lý chung được, các bạn đã có background về marketing chung rồi, bây giờ khi mà thời thế nó phát triển digital thì các bạn cũng nắm được những cái nguyên lý đó và apply vào truyền thông kỹ thuật số. Làm gì làm vẫn phải nắm vẫn marketing nguyên lý nha các bạn, chứ không phải bay vô là làm được hết đâu. Tại sao có những người viết content là thành công, nổi tiếng, làm ra được doanh số từ những cái content của mình viết, còn có những người viết chơi để nó có. Rồi, content hồi nãy chị có nói ha, viết nội dung. Viết nội dung này thì nó cũng rất là nhiều, chị cũng có những cái topic về content riêng nữa, cho nên mình không có nói nhiều được trong buổi ngày hôm nay. Rồi, SEO là chị chắc mấy bạn hay nghe, các bạn có biết SEO là gì không? Tiếng Việt cũng được. Có nghĩa là khi mà các bạn có bất kỳ một vấn đề gì hết, điều đầu tiên các bạn luôn bay lên khỏi Google, đúng không? Có
những cái mà mình chưa có chia sẻ, mình chưa có hỏi được bạn bè, hỏi được thầy cô, hỏi được gia đình nữa, thì mình đã lên làm cái công cụ là làm cái hành vi là mình search trên Google. Cho nên trong marketing nó có một cái khái niệm mà ngày xưa nó có là first moment of the truth. Nó đề cao cái vai trò của người làm brand. Làm brand á, hồi nãy chị có nói cái đoạn này này, đúng không? Các bạn thấy nó trên TV rồi, các bạn thấy nó ở đâu đó, các bạn cái người tiêu dùng cái thời điểm đó họ mới có cái ý niệm về cái thương hiệu đó, về sản phẩm đó người ta mua. Nhưng mà khi có internet xuất hiện á, nhiều khi các bạn chưa kịp nói gì về thương hiệu của mình luôn, có đứa nó lên review 6K nó rồi. Thì đó chính là zero moment of the truth, tức là các bạn chưa kịp làm gì hết thì các bạn đã có hay không có được cái niềm tin zero moment. Và cái cảm tình của người dùng rồi. Thế thì làm sao để có được cái zero moment of the truth như thương hiệu nhãn hàng mong muốn? Đây, làm cái hoạt động về search cho nó tốt lên. Rồi social media bây giờ nó có một cái vị trí rất là phát triển mà làm freelance cũng được, là social media manager. Đó là quản trị những cái thông tin truyền thông trên các cái kênh mạng xã hội trên social của nhãn hàng. Rồi, analytics, tất cả cái ngành nào nó cũng cần có cái sự phân tích. Khi mà mình làm một cái chiến dịch nào đó xong, mình phải quay về phân tích coi là mình làm như vậy đã tốt chưa, mình có thể tối ưu được cái gì hay không. Thì đây cũng là một cái nhánh lớn của digital. Rồi, ngoài ra còn có graphic design. Cái này thì chắc là các bạn hầu như các bạn đều nghe đến hết, là những cái người làm hình á, những cái người làm content nè, những người làm copywriter là những người làm về chữ, thì những người làm graphic là làm về hình. Rồi những người làm web thì cái này nó mo về IT rồi nhiều, không phải là IT nhưng mà nó mo về kỹ thuật nhiều hơn. Chúng ta cũng không có nói nhiều về ở đây. Rồi, được chưa? Digital nó là một cái thế giới nó rất là nhiều, nó phân chia như thế này. Nên các bạn sẽ thấy là nếu như mà nghe làm về hình thì các bạn sẽ thấy là mình phải sở hữu những cái đặc điểm của người thích thẩm mỹ, thích đẹp, có con mắt nhìn. Chứ không thể nào mình rất là khô, mình chỉ phù hợp với những con số, mình lao đầu đi, mình làm graphic design bởi vì nghe là dễ có việc làm. Thì nó cố gắng thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ cực kỳ tốn thời gian các bạn, trong khi các bạn có những cái thế mạnh khác mà các bạn không khai thác. Hoặc là ví dụ như bạn có thế mạnh về tư duy logic, các bạn có khả năng phân tích được, thì tại sao mình không biết đến những cái thằng mà nó mo về technical như thế này, như là lead nè, như là analytics nè, để mình làm. Đó. Thế thì chúng ta sẽ qua một số những cái đặc điểm nổi bật. Gửi luôn, các bạn cố gắng nhớ những cái thông tin này, không phải là nhớ hết, nhưng mà đại khái là mình nhìn ra những cái keyword để nó liên quan đến cái phần mini game quà tặng để xong ha. Rồi, thì hồi nãy giờ chị giới thiệu rất là nhiều về những cái functional, tức là những cái chức năng của marketing in-house, đúng không? Nãy giờ mình vẫn chỉ mới làm bên client side thôi. Thì hồi nãy chị có nói là một số người biết, xin lỗi, branding là làm về thương hiệu. Thì thường những cái người này nè, cái xác suất, cái cơ hội người ta leo lên những cái vị trí cao nhất của marketing, những cái vị trí marketing đó, là đây, marketing xong rồi lên là C level, D level kiểu vậy đó, là những người này. Tại sao? Tại vì những người này liên quan trực tiếp đến những cái vấn đề về chỉ số sức khỏe, brand health nè, hồi nãy nhớ không? Về thị phần nè, về doanh số nè. Đó, những người này thường là những người đi đầu. Nên người ta thường có tố chất lãnh đạo, kỹ năng phân tích, tính kiên định, kỹ năng truyền đạt và tính ham học hỏi. Đó, thì người ta sẽ có những cái tố chất như vậy. Chứ không phải làm brand có nghĩa là làm ra những cái mẫu quảng cáo đẹp, tiếng hay đâu nha. Brand là những người mà sở hữu cái brand. Sở hữu ở đây là sao? Là mình chịu trách nhiệm với cái thương hiệu đó. Chứ không phải là mình là chủ doanh nghiệp, không phải. Ví dụ như các bạn làm trong brand Vĩnh Hảo, thì những cái chiến dịch của Vĩnh Hảo đi ra, bạn là mẹ đẻ của nó, duyệt những cái nội dung đó, các bạn duyệt ngân sách chi cho nó. Và ví dụ như công ty các bạn có 2-3 brand, ví dụ như son môi Maybelline đi, hoặc là son môi Maybelline đi, chắc chắn nó có nhiều dòng sản phẩm, đúng không? Có son liền, son bóng, son nước.
tại sao các bạn này brand đó nó lại chi tiền quảng cáo nhiều cho dòng son lì mà không phải là son bóng hay son nước, thì đó chính là những cái quyết định của người làm brand đưa ra căn cứ trên nhiều yếu tố, ví dụ như doanh thu đang thể tốt hơn, nhu cầu của thị trường lớn hơn, tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, tức là người ta có những cái tư duy về logic rất là rõ ràng khi mà đưa ra những cái quyết định về brand ha. Research này á, tức là trước khi mà các bạn làm bất kỳ một vấn đề gì, đặc biệt là làm sale product, tại sao có những cái sản phẩm nó ra thị trường nó cực kỳ thành công, nó tạo tiếng vang, nhưng vẫn có những cái sản phẩm ra thị trường thì chưa kịp ra cái chết queo. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là người ta có làm research trước khi quyết định ra mắt cái sản phẩm đó hay không thôi. Research là một cái ngành và một cái mảng rất là lớn của marketing. Ví dụ như là marketing nó có hai nhánh, thì có một cái nhánh nó mo về chữ nhiều, nó mo về làm truyền thông, nó mo về cái chữ promotion này nhiều nè, thì nó là nhánh brand con. Như nãy giờ chị đang giới thiệu là brand con, brand and communication á, chắc là các bạn cũng hay nghe đúng không? Còn một cái nhánh còn lại lớn hơn, nó mo về kiến thức. Không phải kiến thức mà là về con số, về phân tích, về định tính, định lượng, thì nó nằm ở thằng research này. Và đây là một cái nhánh rất là lớn. Tức là tại sao lại người ta lại có những cái con số report báo cáo là xu hướng tăng trưởng của ngành hàng năm nay là bao nhiêu, xu hướng mà sắp tới là các bạn nữ sẽ dùng son lì không dùng son nước, ví dụ vậy. Ai làm? Các bạn nghĩ ai làm cái đó? Research làm, chứ không phải bất kỳ ai mà nãy giờ mình đã nói làm hết. Những cái người mà nãy giờ mình đang nói, thậm chí là những cái người brand này nè, hoặc là những người trade này nè, họ chỉ dùng cái kết quả trả về của những cái người làm research thôi. Ví dụ tôi đặt hàng anh là làm research nghiên cứu về xu hướng sử dụng son môi của các bạn nữ Gen Z trong 1-2 năm tới. Người ta chỉ có tiền và người ta chỉ có đặt đề bài ra như vậy thôi để cho cái anh research này anh làm. Tại sao? Tại vì anh có kỹ năng, có chuyên môn, có đội ngũ. Tại vì làm những cái research đó đâu phải hỏi 3-4 người ra cái kết quả là đem đi đâu. Người ta phải đầu tư rất là nhiều, gọi là tiền tỷ hoặc là tiền trăm triệu, gọi là tiền tỷ đó, thì mới ra được một cái dòng sản phẩm nào đó để phân phối ra thị trường. Cho nên người ta không thể hời hợt qua loa được, đúng không? Người ta phải làm research trên một cái quy mô rất là lớn. Như vậy thì ai sẽ là người làm những cái research đó? Thì đó là những cái người làm trong mảng research. Thì những cái người làm mảng research này họ phải có những cái tố chất gì? Họ phải có kỹ năng quản lý nè, phải có kỹ năng phân tích, khả năng khái quát vấn đề và có tính tò mò nữa. Tức là người ta đi sâu vào tìm hiểu cái vấn đề đó đến ngọn nguồn. Còn mình đa số là mình chỉ sử dụng những cái dữ liệu mà người ta đã cung cấp để mình đưa ra cái quyết định hành vi quản trị marketing của mình thôi. Được chưa các bạn? Rồi, trade marketing. Trade marketing thì như hồi nãy chị có nói là cái nhiệm vụ là chiến thắng tại điểm bán, nhớ không? Như vậy thì những cái người làm trade marketing này á, họ yêu cầu họ phải nhạy cảm về kinh doanh là cái đầu tiên. Người ta sẽ thấy là ủa, tại sao những cái thằng đối thủ của mình đó, nó dẹp cái dòng sản phẩm son nước rồi mà bên công ty mình còn đẩy ra son nước nhiều dữ vậy? Các bạn phải phản hồi liền cho công ty là không, em thấy là động tĩnh thị trường nó đang như vậy, mình phải coi, mình phải đi nghiên cứu lại, mình phải research lại, mình phải coi lại những báo cáo. Rồi, thì có khả năng phối hợp và dẫn dắt, làm việc với sale rất là nhiều, lên kế hoạch và dự báo để ra được những cái chương trình khuyến mãi. Tại sao lại là mua một tặng một? Tại sao lại là mua cái này tặng cái kia? Tại sao lại là giảm giá chứ không phải là quà tặng? Đó đều là những cái quyết định và chiến thuật của người làm trade marketing ha. Rồi, đây là những cái đặc điểm key characteristic của những cái thằng còn lại. Ví dụ như digital, em muốn làm digital nhưng em là người rất là low tech, thì các bạn nghĩ có làm được không? Khó lắm, rất khó. Tại các bạn phải nhạy cảm với những cái thay đổi của công nghệ, các bạn phải thích vào, thích thử. Còn bây giờ cái ngành hàng của bạn nó bắt đầu nó bán TikTok rồi, nó bán trên một số cái app khác là mình tám rồi, nhưng các bạn chả biết nó là gì. Em không có chơi TikTok ba cái chỗ xô bồ đó, em không có
làm sao mình biết cái xu hướng của người ta được mà mình lên rồi mình biết, rồi ví dụ như mình làm một cái plan mình cũng đưa TikTok vô, TikTok là cái nền tảng video ngắn vậy thôi, đưa vô cho nó có với người ta ai cũng xài, mình cũng đưa vô đây. Nhưng mà bởi vì mình không xài, mình không thích đó, mình không thích những cái chốn xô bồ trên internet, mình đâu có hiểu cái hành vi của người ta đâu, mình vẫn áp dụng nguyên những cái cách mình làm với kênh truyền thống để mình apply digital thì nó không ổn, hay là nó fail luôn, nó thất bại luôn. Thì các bạn phải có tầm nhìn về môi trường số, các bạn phải có kỹ năng phân tích, phải có bao quát chiến lược, cái này rất là quan trọng thôi. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ cái thế hệ các bạn trẻ vào là vào thẳng digital marketing luôn, không đi qua những cái nhánh về marketing như nãy giờ chị giới thiệu, đúng không? Hầu hết bây giờ các bạn trẻ bước ra các bạn sẽ thấy ôi ai cũng làm digital ấy, ai cũng làm content, ai cũng làm design, ai cũng làm SEO hết. Thì các bạn hầu như chị nghĩ là chắc 80% là sẽ không biết đến những cái nhóm ngành như nãy giờ chị đã chia sẻ, đúng không? Nãy giờ ngồi chia sẻ là mắt bạn đều view hết, ngủ tại thấy lạ quá. Nhưng đó là cái marketing căn bản. Và muốn doanh nghiệp nào vận hành thì các bạn cũng phải đều có những cái chức năng đó hết. Còn các bạn này nè, các bạn này là một cái môi trường, một cái xu thế. Thì cho dù các bạn có cập nhật cỡ nào, các bạn bị lũng cái foundation, các bạn cũng không bao giờ làm được nó tới nơi tới chốn hết á. Thấy người ta thấy người ta chạy bỏ tiền chạy Facebook ad, chạy Google ad, mình cũng chạy, nhưng mà bởi vì mình không có marketing foundation cho mình cũng không biết mình phải chạy sao cho nó tốt, tại sao phải chạy sản phẩm này không phải chạy sản phẩm kia, tại các bạn đâu có xuất phát từ cái nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, đâu có hiểu về người tiêu dùng đâu mà các bạn làm, hình dung không? Cho nên đây là một cái thế hệ tương lai đó, nó rất rất là nguy hiểm nếu như các bạn chỉ đi thẳng ra digital luôn. Thì chịu khó học marketing căn bản và quản trị marketing cho vững, thì sau này các bạn sẽ vận dụng nó vào bất kỳ một cái platform, một cái nền tảng, một cái xu hướng nào ha. Rồi, Rencom là PR and Communication. Có ai nghe về cái khái niệm này chưa? Như một tờ giấy trắng. Có ai nghe đến brand PR and Communication? PR là quan hệ công chúng, communication là truyền thông. Cái nhắn PR and com này này, thường thì những cái doanh nghiệp trung bình lớn trở lên thì nó mới rõ ràng, còn các cái doanh nghiệp nhỏ thì thường là kiêm nhiệm luôn. Tức là các bạn sẽ thấy là sẽ phải có, tại sao các cái thương hiệu nó xuất hiện trên mặt báo, xuất hiện ở đài truyền hình, nó được người này nói về nó, người kia nói về nó, tham gia ký kết đào tạo, hợp tác phát triển với những tổ chức này tổ chức kia. Tại sao Business Global lại quyết định đi với trường Đại học Kinh tế Tài chính, hay là tại sao Đại học Kinh tế Tài chính lại đi với trường với Business Global mà không phải là đi với một cái tổ chức nào khác? Bởi vì có thể là cái thương hiệu này nó đủ uy tín, nó đủ phù hợp về đặc tính để hai bên hỗ trợ cho nhau. Còn nếu mà mình chọn cái thương hiệu nào đó bất kỳ thì uy tín không có, nhiều khi lỡ nó xảy ra khủng hoảng crisis hay là những cái rủi ro, trường mình nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Tại vì những cái hình ảnh mà chúng ta nói chuyện với nhau ngày hôm nay rồi thì nó cũng xuất hiện trên Facebook, nó xuất hiện ở somewhere trên internet, đúng không? Thì mai mốt lỡ có gì bị dính chùm với nhau rất là rủi ro, thì ai sẽ là người quyết định những cái đó? Chính là những cái anh chị mà làm trong cái team truyền thông nè, PR nè, sẽ phụ trách những cái mảng đó. Cho nên những cái người làm cái này á, hầu như là họ phải có khả năng lập kế hoạch, họ có khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông, họ có quan hệ báo chí. Quan hệ báo chí chỉ là một nhánh thôi, nhưng mà trong cái khuôn khổ này để cho các em dễ hiểu thì chị đưa vào quan hệ báo chí cho các em dễ hình dung, đỡ bị lùng bùng. Và khả năng viết lách cũng tốt, khả năng giao tiếp tốt. Rồi, event thì dễ rồi ha, chúng ta thấy trong thực tế hàng ngày chắc là nó các bạn cũng dễ hiểu. Thì cái quan trọng của người event á, mà muốn leo lên cao á, chứ còn làm event mà đi chạy việc thì thôi không nói. Thì các bạn về cơ bản là các bạn cũng phải có về cái tư duy lập kế hoạch dự báo rất là tốt. Các bạn phải đoán được là hôm nay ví dụ định tổ chức cái activity ngoài trời này, nhưng mà nhìn trời dự báo thời tiết 2-3 ngày tới mình trời nó ui rủi ro về mưa rất là lớn, thì mình có nên làm không, có nên làm ngoài trời không? Và nếu như vẫn quyết định làm ngoài trời 50-50 thì phải có những cái dự báo dự phòng gì, để lỡ mà có mưa thì mình
mình sẽ không có bị bế dĩa đó. Thì như vậy các bạn làm event thì thường nhạy bén trong việc xử lý tình huống này, dự báo tốt này, nhanh nhẹn tháo vát. Tại vì á, gần như 99% á, event nào nó cũng có những cái tình huống dở khóc dở cười mà không thể lường trước được. Thì lúc đó mình không có quay lại mình plan là ủa tại sao cái đứa làm plan nó không có làm kỹ cái phần này rồi ai biết đường đâu giải quyết. Thì lúc đó những người làm event tốt và đi được với nghề á, các bạn phải nhạy bén để xử lý tình huống vậy thôi. Cái event nào nó cũng có những cái chuyện trời đất khởi trên trời rơi xuống hết. Nên cảm thấy mình thấy là mình là một con người là một là một, hai là hai. Lập kế hoạch vậy rồi là làm vậy, không có thay đổi phút chót, mình thấy khó chịu mình cũng làm được. Thì các bạn nghĩ bạn có nên làm event không? Tại vì nó sẽ làm cho bạn bị ức chế hoài. Event là liên tục những cái sự vụ xảy ra mà. Ví dụ ha, mới tức thời đây, ví dụ như là workshop hôm nay, cái buổi nói chuyện hôm nay là nó phải bắt đầu từ lúc 9 giờ nên 8 giờ 20 chị đã tới. Thì nếu như bình thường cái cách làm của chị là chị sẽ thấy là ồ, lúc đó là điện đó rồi văng hết rồi, nhiều khi nhiều bạn sinh viên đã lục tục đi tới ngồi rồi. Nhưng mà thực tế là các bạn 9 rưỡi mới học ra, ví dụ vậy. Thì nếu như là team event tốt á, người ta thấy ừ bình thường, như cô Quỳnh cũng kêu gọi thêm sinh viên rồi tới cho nó đông, tới bạn nào tới trước thì vô trước ngồi giao lưu học hỏi, bạn nào vô sau thì sau dời thời gian lại nói chuyện với diễn giả để dời lại 9 rưỡi hoặc là 10 giờ kém bắt đầu. Nhưng mà nếu như là một người không có khả năng xử lý tình huống, các bạn cảm thấy ủa cô Quỳnh bước vô, cô Quỳnh kêu trời giờ này 9 giờ kém rồi mình sao chưa thấy ai hết, xong la ó on sọt lên là coi như là mất vui ngay cái không khí đầu tiên. Thì rõ ràng khi mà xác định mình đã làm cái event rồi, các bạn phải có khả năng deal với tình huống. Các bạn sẽ thấy là à, vì hôm nay tự nhiên bình thường sinh viên nó ra sớm hơn, tự nhiên hôm nay tới 9 rưỡi còn chưa thấy đứa nào, thì mình phải linh hoạt để mình xử lý những cái vấn đề đó. Các bạn hình dung không? Thì cho nên là mình phải xác định là ủa mình có muốn đương đầu với những cái chuyện đó thường xuyên khi mà mình làm event hay không, thì mình phải xác định đi theo cái con đường đó. Còn nếu mà mình thấy là ui một là một, hai là hai, không có đổi chát gì phút cuối hết á, thì đừng làm event. Chứ không phải thấy event màu mè sặc sỡ cái cảm thấy thích đâu nha, xong lao vô làm xong thấy quá trời stress luôn. Rồi các bạn nó qua lại một lần nữa để coi là có cái nào mình cảm thấy thích, mình thấy quan tâm không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp agency side. Có một số cái thương hiệu này các bạn có thấy quen không? Có quen thằng nào không? Họ quắc không? Họ mang quen lắm, chắc quen được Ui. Đây là một cái thương hiệu quảng cáo gạo cội trong ngành, làm ra những cái mẫu quảng cáo rất là lớn. Ví dụ như thời đó là thầy của chị làm Ui là làm ra cái mẫu quảng cáo là sữa tươi nguyên chất 100%, con bò kêu tự nhiên sau quên mất tiêu rồi, sữa tươi nguyên chất 100% của vitamin, cái sau nguyên bày bò đây là những cái thương hiệu quảng cáo lớn. Thì bây giờ bởi vì chúng ta đã đi qua cái thế giới agency rồi mà, cho nên là đây là những cái công ty mà nếu như chúng ta biết được làm cái mảng này thì chúng ta sẽ vào những cái agency như thế này để làm, thì thường mọi người sẽ không có những cái điều này, những cái thương hiệu này đầu tiên nó quá lớn. Tại sao? Tại vì nó đứng âm thầm sau những cái nhãn hàng này. Nếu như mà một cái mẫu quảng cáo nào đó của Vĩnh Hảo đi ra thì người ta chỉ biết đến thương hiệu Vĩnh Hảo thôi, đúng không? Giống như hồi đầu các bạn nói là marketer là advertiser là nó không phải những cái người mà đứng sau nè, gọi đứng sau, đứng sau mà giấu mặt, cho nên mình đâu biết được. Các bạn có bao giờ nghe đến khái niệm on the line và below the line chưa? Về mặt kênh phân phối nhiều hơn là mặt truyền thông.
đây ghi đây này, ở borderline là các bạn thường thấy là nó ở trên, tức là nó mang cái tính là độ phủ và những cái nói chung là tốn tiền rất là nhiều. Ví dụ như là biển quảng cáo nè, ví dụ như là thông tin tài trợ những cái chương trình truyền hình thực tế rồi trên TV rồi vậy đó, kiểu vậy. Thì đó là borderline. Còn below-the-line là những cái chính sách bán hàng tại điểm bán. Thì ngày xưa người ta phân rất là rạch ròi giữa hai thằng này. Khi mà các bạn làm, các anh chị mà làm cái thời trước làm agency là hoặc là làm agency above-the-line hoặc là làm agency below-the-line. Tại vì sao? Tại vì nó đặc điểm khác nhau quá. Các bạn sẽ thấy là nãy giờ mình giải thích với nhau mà các bạn hòm các bạn cũng hiểu là nó sở hữu những cái tố chất khác nhau, cái nhiệm vụ công việc nó rất là khác nhau. Nhưng từ khi Internet phát triển, nó đã xóa nhòa cái sự phân định đó bằng một cái khái niệm là show the line, tức là đi ngang cái đường đó. Tại sao lại như vậy? Ví dụ mà khi mà các bạn làm digital marketing, các bạn có thể đồng thời quảng bá một cái thông tin nào đó đến nhiều người được không? Hàng triệu người, hàng trăm ngàn người được không? Tại sao? Tại Internet, các bạn ví dụ như một cái fanpage đi, tất cả mọi người cùng like, comment trên cái trang đó, mọi người cùng follow cái trang đó. Thì ví dụ như là cái nhãn hàng cập nhật là nước khoáng Vĩnh Hảo đã ra dòng sản phẩm mới. Thì nếu như các bạn tương tác hoặc là nó chạy quảng cáo, các bạn đều tiếp cận được hết hàng triệu người một lúc luôn, thoải mái, có tiền thì bơm thôi. Nhưng mà cũng đồng thời, nó cũng có thể optimize những cái mẫu quảng cáo chỉ đến vài người thôi. Ví dụ như cái dòng cái nước khoáng Vĩnh Hảo này bắt đầu nó cho intent lên, chuyện intent cho một số những cái nhóm đối tượng khách hàng nào đó mà nó quyết định thôi. Ví dụ những cái bạn sinh viên của trường đại học tài chính marketing thì nó sẽ in với cái nhãn của đại học tài chính marketing, ví dụ vậy. Nó có thể reach đến cái nhóm ít người đó được không? Được. Nó chọn cái tệp khách hàng, nó chọn cái tệp trong khi mà nó phân phối nội dung quảng cáo. Cho nên các bạn sẽ thấy là nên ngày nay người ta ít dùng cái khái niệm này, nhưng mà chị cũng giới thiệu để các bạn ra đường, các bạn tự nhiên một ngày nào đó nghe mọi người nói thì mình sẽ không thấy bỡ ngỡ. Thì Internet nó đã xóa nhòa cái lằn ranh nó rồi ha. Rồi, ví dụ như brand nè, brand nãy giờ chị nói quá trời là những cái người mà chịu trách nhiệm với thương hiệu nè. Shopper marketing mà nãy giờ nó liên quan đến cái gì mà nãy giờ chị hay nói ta? Shopper là tại điểm bán đúng không? Là gì? Là trade marketing hoặc là retail marketing, nó chỉ là những cái cách gọi tên khác nhau thôi. Rồi digital, PR event nè, media nè, research, nãy giờ nói hết rồi. Thì tại sao người ta lại để nó marketing? Là bởi vì nếu như các bạn xác định các bạn làm agency side thì các bạn sẽ tập trung một số những cái lựa chọn này. Thì nãy giờ chị có phân tích rồi đó, nhưng mà tóm lại là nó lo vô đây. Rồi, không cần quan tâm đến mềm mỏi luôn. Nếu như nãy giờ các bạn đã xác định là mình chọn ở client side rồi ha, các bạn chẳng cần quan tâm gì bên ngoài. Nhưng mà nếu như nãy giờ qua những cái chia sẻ của chị hoặc là trước đó các bạn tìm hiểu, các bạn thấy là tôi thích agency á, nhưng mà thích agency rồi làm ở đâu, agency nào, chuyên môn của mình là gì, có chưa? Thì bây giờ bắt đầu chọn nè, các bạn sẽ thấy là cái client side là nó có những cái functional như thế này, chức năng này. Thì các bạn thấy là mỗi cái functional này nó đều có những cái agency riêng để phục vụ. Tại vì cái anh trong này này, anh phải bỏ tiền thuê các anh ngoài để làm cho ảnh mà, đúng không? Thì thuê ai? Ví dụ như các bạn làm một chiến dịch về thương hiệu thì các bạn phải thuê agency nào? Hay là các bạn làm một cái chiến dịch về trade marketing thì các bạn phải thuê agency nào? Hay là các bạn làm một cái event thì các bạn thuê agency nào? Đúng không? Nó là những cái nhóm agency hoàn toàn khác nhau. Rồi, ví dụ ha, người làm brand thì thường hay làm những cái chiến dịch về thương hiệu thì người ta sẽ có một cái grip, một cái gọi là creative grip, một cái grip tức là một cái đề bài. Đi đây ha. Đề bài là bây giờ thương hiệu của tôi là muốn tăng doanh số tăng lên 120% trong bao lâu đó, tăng cái độ gọi là market share lên. Thì anh này nè, anh sẽ đặt đề bài với agency nào, các bạn đoán được không? Cái anh brand này nè, anh sẽ đi đặt vấn đề với agency nào?
vậy. Giơ tay lên, giọng nhẹ đứng lên. Trao liền tại chỗ luôn. Cái quà tặng giá 2 triệu đồng để tham gia khóa học. Các bạn nghĩ là giữa agency một người vậy nè. Rồi ví dụ nãy giờ em xác định được là em sẽ làm brand team rồi đó. Rồi em đi đặt vấn đề với ai trong này, hay là với đại ai đặt cũng được luôn. Phải biết cái địa chỉ tới chứ đúng không? Phải tìm gương mặt đến rồi em. Không. Vậy nè, các bạn sẽ thấy là nó có những cái chấm đỏ này nè, là những cái nhóm agency. Thì các bạn sẽ đặt vấn đề với nhóm agency này nào trong này. Còn ở cao chỉ là một cái vị trí công việc thôi. Hiểu không? Vị trí công việc là cái người đứng giữa, là cái cầu nối của client side và agency side. Giống như một người chăm sóc những cái ở cao vậy. Ở cao đây có nghĩa là dựng ra là sao trời. Ở cao đây là mỗi ở cao là mỗi công ty ấy, một cái khách hàng mà cần phải chăm sóc ấy. Chứ ở cao là một cái vị trí công việc, tí nữa mình sẽ nói sâu hơn. Thì khi mà em có một cái đề bài của thương hiệu á, thì em sẽ đặt vấn đề với thằng nào trong này. Ví dụ ha, tôi cần tổ chức một cái event VN Gala quy tụ 1.000 người vào tháng 12 năm nay. Thì khi mà em có một cái đề bài về event vậy, thì em sẽ liên hệ với agency nào? Dễ rồi đúng không? Event activation. Chứ sao chạy đi cái thằng market research đặt vấn đề được. Các bạn hiểu câu hỏi chưa? Còn khi mà các bạn có một cái vấn đề là bây giờ tôi muốn làm ra một cái sản phẩm mới, son Maybelline vị dâu, tôi có nên làm không? Tôi đang có cái idea đó. Hoặc là tôi muốn làm sản phẩm nhưng tôi không biết nên làm vị gì, thì các bạn sẽ đi đặt vấn đề với thằng agency nào? Đây, đúng, giỏi, market research. Nhưng mà câu này không có quà. Cái câu rem mới có quà. Giải quyết được một cái bài toán chung của rem. Ví dụ ha, chị kể một câu chuyện các bạn nghe. Các bạn trong này các bạn biết thương hiệu Strongbow không? Ai cũng biết hết. Nhưng thời điểm năm 2015-2017 khi Strongbow muốn tấn công vào thị trường Việt Nam, không ai biết hết. Nó đi vô, nó mới nói là nó là thương hiệu Cider. Cider là gì đến giờ nhiều khi cũng chả ai dịch được. Thì đó là cái vấn đề của nó. Khi mà nước uống, một là có ga, hai là không có ga, một là say, hai là không say. Nhưng mà Strongbow thì sao các bạn? Có ga và hơi say. Thì nếu như các bạn là thương hiệu Strongbow, các bạn làm marketing của thương hiệu Strongbow, các bạn sẽ tìm ai trong này để các bạn chọn hoặc gửi vàng đi làm cái bài toán là thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tại vì cái quan điểm của người Việt Nam là ngồi lên bàn nhậu uống là phải xỉn, không xỉn là không được về, đúng không? Hầu như ai cũng vậy thôi, từ thế hệ chị trở về trước nhậu là phải từ chết đến bị thương. Nhưng mà Strongbow nó không có xỉn như vậy, nó chỉ lân lân thôi. Thì bây giờ ai phải đi giải quyết cái bài toán là giúp cho nó thâm nhập được vào thị trường Việt Nam, giúp cho mọi người, nếu như ai chưa biết đến Strongbow thì biết, và biết Strongbow là cái gì nữa. Strongbow nghe vậy thôi nhưng không biết nó là cái gì hết. Thì các bạn nghĩ là cái người làm brand này nè của Strongbow, họ phải tìm ai trong này để đi cùng với họ giải quyết vấn đề đó? Rồi, áo sọc đưa tay trước. Production house. Rồi, một ý kiến. Em? Dạ, em nghĩ là advertising. Ai ý kiến khác nữa không? Em? Media publisher. Rồi, ok. Câu trả lời là bạn dưới cùng, bạn tên gì? Dạ, Bích Ngọc. Bích Ngọc. Ok. Lát nữa chị gửi, chắc nhờ tí nữa nhờ cô Phượng gửi cho bạn Ngọc một phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng để tham gia khóa học tại BNC nha. Cái mà 2 triệu tiền mặt. Ok. Advertising agency, hay các bạn nhìn kỹ nó là Integrated Marketing Communication, tức là truyền thông tích hợp đa phương tiện. Thì cái người này nè, những cái người làm ở agency này nè, họ sẽ thường đi cùng với thằng brand để ra được những cái concept chung. Concept là gì? Những cái ý tưởng tổng thể đi đầu, đi tiên phong. Đặt cái bài toán đó xong, thằng brand này nè của Strongbow nó mới chạy lên, nó nói là giờ ta khó với ta không biết làm sao hết. Đương nhiên rồi, tại sao nó làm sao nó làm được? Nó chỉ có, nếu chỉ đặt ra vấn đề là nó có tiền là nó giải quyết thôi, và nó định vị được.
hai đứa mới ngồi với nhau. Cái thằng hẹn với tai xin này nè, là giống như con Quy Quy rồi này, nó hồi nãy chị nói đó, nó sẽ nói là ok bây giờ tao phân tích cho mày. Phân tích nó làm việc với thằng này hay sao đó mình không cần biết, thì nó sẽ đưa ra một số những cái thông tin, ví dụ như là những cái người lớn mà từ sinh năm từ 8X đó, thế hệ gì đó, trên em mở đúng không, millennial đúng không, trở về trước là người ta đã quá quen với khái niệm bia rượu rồi, thì mình không có tác động được nữa. Cái thế hệ nào mới chấp nhận những cái mới á, mình mới tác động thôi. Say đờ là cái gì? Uống rồi phải tỉnh chứ sao uống mà lưng lưng. Thì nó mới phân tích cái điều đó, thì nó thấy là cái bọn mà đời đầu chính ít á, có khả năng tác động được, cộng với cái nhóm Gen Z là một cái gen mà nó sẽ là người tiêu dùng chủ lực trong tương lai, nó sẽ tác động vào cái nhóm đó. Thì nó mới ra một cái khái niệm là gì? Chiêu. Bây giờ tự nhiên chạy rồi nói ba mẹ mình chiêu đi rồi xuất liệt. Nhưng mà các bạn ở đây không ai không biết chữ chiêu hết. Thì nó mới nói là ok, tôi mới tìm ra được cái insight. Sau này các bạn đi làm marketing nhiều, các bạn sẽ nghe một cái khái niệm là insight, là sự thật ngầm hiểu á. Là các cái bạn trẻ này nè, các bạn không có uống mình thay sỉnh, các bạn chỉ muốn là uống vô cảm thấy tê lưng lưng để dễ mà nói chuyện với bạn bè, hoặc là một cái cần, các bạn cần một cái thức uống mà khi mà đi hang out, đi camping, đi cắm trại á, uống vô xong rồi ngồi thoải mái nói chuyện với nhau chứ không muốn xỉn, nó cũng nguy hiểm, nó cũng tốt, nó cũng phải style sống của các bạn. Thì khi mà đã define ra được, đã tìm ra được cái chữ chill đó rồi á, thì các bạn này mới thấy ồ hay, bạn duyệt đi tiếp. Làm sao để cho mọi người đón nhận cái chữ chiêu đó, làm sao để mọi người chấp nhận một cái thứ nước uống mà nó không phải bia rượu, nó không phải nước lọc hay là nước ngọt, thì mới thông qua nó sử dụng cái tactic marketing, gọi là video marketing, bài này chiêu phép của Dan Brown, đòn cho nó mọi thứ bùng lên. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là trong đó nó cũng involve những agency khác, nhưng mà mỗi anh là một công đoạn. Ví dụ như hồi nãy các bạn nói là production house. Tại sao em nói production house? Có thể có khả năng là em nghĩ là thông qua cái video đó luôn, chị nghĩ là em đã đi thẳng tới video đó, nhưng mà người ta phải có cái idea ban đầu là làm video hay là làm hình thái nào cũng được, nó chỉ là những cái tactic thôi, nó chỉ là những cái thủ thuật thôi, nhưng mà mình nói cái gì, mình nói cái câu chuyện gì, mình nói thông điệp gì với người nghe, mà cụ thể là khách hàng mục tiêu, nó mới quan trọng. Thì các bạn nhìn theo chiều kim đồng hồ, sau khi mà đã có advertising agency đi đầu tiên rồi á, thì bắt đầu các bạn cũng cần báo chí nói về song bầu đúng không, thì bắt đầu là cái team PR ở trong nhà mới làm việc với public relation agency, được chưa? Rồi cũng phải có event để mời mọi người tới trải nghiệm thưởng thức thử cái song bầu đó là cái gì, thì bắt đầu anh event, anh mới làm việc với event activation để tạo ra một cái event song bầu. Rồi các bạn digital thì cũng phải chạy rất là mạnh trên các cái nền tảng số để cho mọi người biết đến, mời tham dự online, offline rồi các kiểu. Rồi production house là để sản xuất TVC như hồi nãy mình nói, video âm nhạc. Rồi market research, nghiên cứu là nói ngay từ đầu rồi. Xong media, chạy OH, dựng biển quảng cáo ngoài trời, chạy trên taxi e, rồi chạy trên các cái xe buýt hay là nhà chờ xe buýt, nó là thuộc cái nhóm này. Và cuối cùng là những cái publisher này là để mua chạy quảng cáo online, ok chưa? Rồi thì bây giờ mình mới nhìn ra cái vòng ngoài cùng, đây là những vị trí công việc trong từng agency. Như hồi nãy bạn Nam có nói là cái account á, account là trong công ty agency nào nó cũng có account hết. Để các bạn thấy là account chính là cái người đứng giữa, là cầu nối của client side và agency side. Người này là người chăm sóc khách hàng này là khách hàng này nè, chứ không phải là người mua cuối cùng ha, người mua sản phẩm không nói trong này. Người sau này các bạn sẽ nghe đến nhiều cái khái niệm dễ bị nhầm lẫn, ví dụ như là consumer, customer, client, end user. Thì hầu hết ở đây nè, nó đều nói đến cái việc là người mua hàng và người dùng sản phẩm. Còn cái khách hàng của agency side chính là client. Vậy thôi ha. Chứ những cái người agency đó, họ không có bán mình nước, họ không bán cây son, họ bán những cái giải pháp về quảng cáo,
dành cho các cái nhãn hàng là cloud. Được chưa? Tới đây có ai khó hiểu gì không ạ? Các bạn có thấy bị rối quá không? Đây là các cái vị trí công việc trong mỗi loại agency á, nó sẽ có một số những cái vị trí nó phát sinh. Ví dụ như là trong digital agency á, nó mới có những cái vị trí là SEO hay là digital production. Chứ còn event agency nó đâu phải có được những vị trí đó, các bạn hình dung không? Cho nên các bạn, ví dụ như các bạn phải xác định trước là mình làm ở client side trước, làm ở agency hay là làm ở layer. Sau khi đã xác định được cái side rồi á, thì các bạn mới xác định là tôi sẽ làm ở nhánh agency nào, hoặc là tôi làm ở cái functional nào của client. Hiểu không? Tới đây hiểu không? Hay là bị rối mất rồi? Rồi, sau khi mà mình xác định được xong cái mảng đó rồi á, thì mình mới xác định là cái vị trí công việc nào mình sẽ làm. Ví dụ như tí nữa các bạn sẽ thấy là tới đây nè, nó sẽ có những cái tố chất công việc. Ví dụ như bạn làm ở cao á, là bạn là dịch vụ khách hàng. Bạn làm planner là hoạch định chiến lược, làm kế hoạch cho những cái khách hàng client. Bạn là creative director là giám đốc sáng tạo. Bạn làm copy writer là định hướng về nội dung. Bạn là designer là định hướng về hình ảnh. Thì khi mà các bạn đã xác định được những cái mảng công việc là các bạn sẽ theo rồi đó. Ví dụ như em thấy là em nhanh, em thích những cái sự thay đổi, chuyển đổi số thì em làm trong digital agency. Ok chưa? Thì vô đó em cũng có những cái vị trí công việc này là gốc. Nhưng mà xong sau đó một vài công việc khác nó cũng sẽ đi song vào nữa. Thì chị tách ra một vài năm cái vị trí mà nổi cộm gần như agency nào cũng có để các bạn thấy. Vậy thì ở cao á, là người dịch vụ khách hàng, thì cái người này họ phải có khả năng thương thuyết, trao đổi, hợp tác, quản lý cái tài nguyên của công ty mình. Ví dụ như là mình đang có khoảng 2-3 khách hàng lớn rồi, bây giờ đi đấu thầu thêm một khách hàng nữa thì team mình nó có làm nổi hay không, nó có chăm sóc được, nó có deliver được, nó có giao được cái sản phẩm như khách hàng mong muốn hay không. Rồi, và ở cao thì thường cũng có chịu trách nhiệm về doanh thu công nợ trong agency nữa. Đó là anh đi chăm sóc khách hàng xong anh bán được cái gói giải pháp rồi thì anh cũng phải thu hồi công nợ đó, kiểu vậy. Planner là những người này tập trung khi mà được nhận được cái đề bài, giống như cái câu chuyện mà đề bài của Strongbow hồi nãy các bạn nhớ không? Thì cái người planner sẽ lên kế hoạch là coi là tôi sẽ làm những cái nội dung gì để giải quyết được bài toán đó cho khách hàng. Thì sẽ cần có trải nghiệm, thấu hiểu rồi bao quát vấn đề, lập luận phân tích, vân vân. Rồi, creative director là những người làm về định hướng hình ảnh, thì họ phải có khả năng, họ phải nhạy cảm với cái đẹp, xu hướng, luôn làm mới bản thân. Còn đây là hai cái vị trí gần như là bây giờ các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Và những cái người làm freelance đó, họ thường họ rơi vào hai cái nhóm này. Tức là một người thì làm hình, một người làm hình ở đây, designer, và một người thì làm chữ. Thì nghe là các bạn sẽ thấy là phân luồng công việc rất là rõ ràng rồi. Người làm chữ á, thì sẽ phải có ngôn từ, phải có sự thấu hiểu nhạy cảm, phải có chữ nhiều, phải thấu hiểu được là mình sẽ nói cái câu chuyện gì với ai khi nào, chứ không phải tôi nói gì nói thôi. Còn hình ảnh á, thì các bạn sẽ làm về màu sắc, bố cục, ra thiết kế. Rồi thường thì cái vị trí này nó sẽ chịu áp lực về công việc thời gian rất là lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái case study về việc sử dụng Gen Z trong khi mà làm việc marketing ở doanh nghiệp. Thì chị sẽ nói về cái câu chuyện là chị kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện là công ty này toàn bộ đội ngũ marketing đều là Gen Z, xin lỗi, là cái bạn là marketing manager là lead, là cũng Gen Z sinh năm 97 và lead một cái team 5 bạn cũng là Gen Z hết. Thì xưa giờ các bạn khi mà đặt phòng để đi du lịch đó, với người thân bạn bè, thì các bạn có sử dụng app không? Các bạn có sử dụng bất kỳ một cái app nào không? Agoda rồi ai dùng cái gì nữa?
gọi điện hotline hả? Gọi điện hotline cho ai? Ồ, rồi có ai dùng app nào khác nữa không? Rồi thì đây là một cái app Crypto Bazaar này á, nó là một sản phẩm có công nghệ lõi là blockchain. Tức là nó có một cái công ty mẹ là về blockchain là Bell Blockchain. Đúng rồi. Thì nó kết hợp với một cái tập đoàn về du lịch nhà khách sạn á, mới làm ra một cái sản phẩm này. Thì nó không chỉ là một cái app đơn thuần để các bạn đặt phòng đâu. Trong tương lai gần, nó sẽ trở thành một cái sàn giao dịch. Ví dụ như các bạn mua phòng rồi, nhưng mà sau đó các bạn thay đổi lịch, các bạn vì một lý do nào đó các bạn không thể đi được, thì nếu như mà những cái app bình thường hay là gọi điện đặt phòng khách sạn mà sát tới ngày quá các bạn đã trả tiền cọc hay là mất cọc á, thì các bạn sẽ lên rao bán trên cái app này. Nó là một cái sàn thương mại điện tử của việc đi du lịch. Các bạn mua được cái gói bao nhiêu rồi các bạn thể định giá nó, các bạn bán lại nhanh nhất có thể. Và nó còn có một số những cái tính năng khác, ví dụ như cũng sẽ có KOL lên livestream bán những cái gói giải pháp du lịch trên này luôn. Thì nó khá là mới, các bạn sẽ nghe rất là lạ. Thì cái vấn đề đặt ra là cái team marketing Gen Z đó, làm sao làm marketing không đọc là sao các bạn? Marketing không đọc là sao? Là không có tiền nhưng mà vẫn phải làm marketing. Thì các bạn đã làm một số cách để các bạn chạy được cái KPI mà sếp đặt ra. Thì trong vòng một tháng các bạn đã tăng được cái lượng tải app lên 6 lần. Và các bạn biết là tăng về app là nó là một cái câu chuyện rất khó, tại vì không phải cái app nào các bạn cũng muốn tải đúng không? Tải ra chưa chắc là mở ra xài. Thì trong vòng một tháng và không có một đồng chi phí hơn sách marketing nào, do các bạn vẫn chạy được chiến dịch trên các nền tảng social và các bạn tăng lượng tải app lên tới 6 lần và bút được 60 KOL chấp nhận quảng bá về cái app này không đồng luôn. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn không biết là các bạn đó làm cách nào không thì chị biết, nhưng mà khi mà chúng ta nghe một cái đề bài vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi nhiêu khê. Là marketing không cho tiền sao bạn? Tại thường là marketing là phải chi tiền và chi rất nhiều tiền. Thì bằng cách là các bạn liên kết với các trường đại học, ví dụ sắp tới bên trường mình muốn được tài trợ những cái gói bút kim phòng, ví dụ các bạn đi team building hay là đoàn pha gì đó, các bạn muốn có những cái phần thưởng gì đó, các bạn cũng có thể scan liên hệ với bên app này, họ sẽ tài trợ cho. Người ta vừa mới làm cái chương trình với trường đại học mở, là các bạn collaborate với lại trường đại học mở để tài trợ cái gói booking phòng bao nhiêu trăm phòng đó, đổi lại là những cái quyền lợi, ví dụ như quyền lợi truyền thông hay là quyền lợi về tải app hay là quyền lợi về review. Và tương tự các bạn cũng làm điều đó với 60 KOL khác chấp nhận quảng bá về cái app trên những cái trang của họ và đổi lại những cái quyền lợi về phòng du lịch miễn phí, ví dụ vậy. Thì đó là cái cách mà team marketing này họ đã phổ biến với nhau làm. Thì đương nhiên là không phải là bay tới đề cập là trường học mở họ chịu liền hay là KOL họ chịu liền, đã thông qua một cái quá trình thương lượng đàm phán tối ưu những cái nội dung để hai bên chấp nhận với nhau và đạt được những cái quyền lợi truyền thông với nhau đó. Thì đây là một cái case study, đây public relation nó nằm ở đây. Kia hồi nãy em xác định là em làm mọi client side luôn đúng không? Rồi, thì nó nằm ở đâu? Đây là cái màu đỏ. Ở đâu? Đây là cái này là agency rồi. Cái này là agency rồi. Rồi, ok. Rồi. À, ý em là vị trí công việc này ở trong public relation agency. Đúng không? Ok. Thì á, thông thường á, tại vì nó là những cái vị trí cơ bản, tuy nhiên á, mỗi cái agency á, nó sẽ có những cái phòng ban gọi là giống như là không thể thiếu của cái agency sau đó. Ví dụ như với advertising
Talent Agency á, thì những cái người làm strategic planning sẽ là những cái người đi đầu. Tại vì người ta vạch ra chiến lược toàn bộ luôn, là những cái con đầu tàu. Nhưng mà đến cái thằng public relation này nè, thường cái team media relation hoặc là team PR luôn á, nó có một cái team PR nữa, sẽ là những cái team đi đầu. Chứ còn strategy planning thường nó apply từ thằng này xuống nè, thằng này sẽ apply xuống là đi theo concept nào này nọ, nó apply xuống thằng này. Tới thằng này thì media relation nó sẽ quyết định là nó đi quan hệ với báo nào, làm có làm họp báo hay không, vân vân vân. Đó thì em sẽ hình dung, chứ còn không phải là strategic planning này là nó vẽ hết chiến lược toàn bộ để cho những thằng khác theo. Nên cái này thì chắc là phải tìm hiểu kỹ hơn, chứ còn nếu như không mà em cứ đinh lên là mình sẽ plan đồ rất là ghê gớm vào hết, thì nhiều khi nó làm cho em bị vỡ mộng ha. Cái này là nếu như em đã xác định hướng đi rồi thì em sẽ nghiên cứu thêm coi là mình cần chuẩn bị những cái tố chất hay là những cái chuyên môn nào để mình có thể bước vào được cái công việc này. Và cái cách làm việc tốt nhất là ngoài cái việc các bạn học ở trường, các bạn chủ động học thêm ở những cái nguồn mà các bạn đánh giá là uy tín, hoặc là hỏi thêm thầy cô anh chị đánh giá uy tín, thì các bạn cố gắng vào những cái công ty đó để các bạn thực tập, hoặc các bạn được vào làm executive luôn thì quá tốt, hoặc thì các bạn cố gắng vào thực tập để cho các bạn có cơ hội va chạm với nó thì các bạn sẽ hiểu nhất rồi. Ok, thì gần như là bài nói đã kết thúc. Cảm ơn các